Nhưng tiếc rằng những thi hài này đúng là càng giết càng nhiều, càng về sau, có ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh hắn ở trong đó. Tiếng xé gió đột khởi, một hài cốt đuôi thú thô to màu xanh biết dài trăm trượng bỗng nhiên từ phía dưới hải dương đỏ ngòm phóng ra, quét ngang tới hắn. Hàn Lập đang bận rộn ngăn cản công kích nơi khác, chỉ tới khi hài cốt đuôi thú đánh tới mới kịp đánh trả một quyền. Một quyền ảnh màu vàng bắn ra, va chạm với hài cốt đuôi thú, phát ra một tiếng vang lớn. Quyền ảnh màu vàng vỡ vụn giống như trứng gà hai cốt đuôi thú không ngừng chút nào, mơ hồ một cái liền xuất hiện phía sau hông Hàn Lập, như sao rơi đánh vào bên eo hắn. Thân thể Hàn Lập đại chấn, toàn bộ cơ thể giống như rơm dạ bị đánh bay ra ngoài, rớt vào bên trong thi hải yêu thú bên cạnh. Thi hải phụ cận phát ra một hồi gầm rú hưng phấn, như thủy triều nhào lên, bao phủ thân thể của hắn, đồng thời điên cuồng cắn xé huyết nhục trên người hắn. Sơn nhạc cử viên nguyên bản phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, giờ phút này đột nhiên trở nên cực kỳ yếu ớt, đơn giản bị vô số thi hài xung quanh xé mở hầu như trong nháy mắt huyết nhục trên thân cử viên bị cắn xé xuống hơn phân nửa lộ ra bạch cốt âm u bên trong trong lòng hàn lập rất đối tức giận hai tay đại phóng kim quang đột nhiên quét vòng thân một cái một cỗ man lực không cách nào ngăn cản từ trong kim quang bộc phát ra không khí bạo tạp nổ tung ra hư không cũng chấn động mãnh liệt không thôi ầm ầm thi hài phụ cận đều bị đánh bay ra ngoài kim quang lóe lên cự viên màu vàng bay vụt lên giữa không trung cao tạm thời tránh thoát công kích của thi hải yêu thú chung quanh. Hàn lập nhìn thân thể bị tàn phá của mình, trên mặt hiện ra vẻ tức giận, nhưng chợt chậm rãi giảm đi. Giờ phút này đã không thấy nửa người hắn, nhưng bản thân lại không có cảm giác bị trọng thương, bên ngoài thân lóe lên kim quang, thân thể bị hao tổn trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ồ, sao ta lại quên, lúc này thân đang ở trong ảo cảnh. Hàn lập ý thức được chính mình nhất thời vội vàng sao động, suýt nữa nói ra chủ yếu là vì giờ phút này tai họa ngầm do luyện thần thuật bộc phát sớm, nỗi lòng không tốt, mới nhất thời nóng đầu. Hết thảy tình huống trước mắt không phải là thật, mà là ảo cảnh, nếu bị tình cảnh trước mắt mê hoặc, vĩnh viễn cũng không thể nào tìm ra biện pháp thoát ly. Giống, đang cân nhắc, thi hải yêu thú phía dưới lại phát ra từng đợt thanh âm gầm rú, lần nữa đột kích tới. Hàn lập thở vào một hơi, chợt nhắm mắt lại, toàn lực vận chuyển luyện thần thuật trong đầu, xem như không thấy thi hải yêu thú từ bốn phương tám hướng đánh tới chỗ nghi tâm hắn hiện ra một điểm tinh quang, sau đó nhanh chóng trở nên sáng chói, tựa như mặt trời rực rỡ lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Vài thi hải yêu thú xông lên trước nhất, cách hàn lập bất quá hơn một trượng bị tinh quang chiếu xạ, lập tức nhao nhao phát ra tiếng kêu sắc nhọn thảm thiết, trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành một đoàn bụi phấn, theo gió phiêu tán. Thi hải yêu thú còn lại cũng bị tinh quang chiếu xạ đến, nhao nhao phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cuống quyết tránh né, bay vào trong biển máu không dám lộ diện nữa trong nháy mắt trong không gian huyết sắc không nhìn thấy một đầu hài cốt nào chỉ có hải dương màu đỏ ngòm vô cùng bình tĩnh nhẹ nhàng rung động hàn lập không để ý đến những thi hài kia đột nhiên dương đôi mắt lên trong mắt kim quang dạng dỡ quét nhanh qua chung quanh trong miệng quát khẽ một tiếng mi tâm hắn lần nữa đại phóng tinh quang một đạo tinh mang thô to bắn ra lóe lên ngưng tụ thành một thanh tinh nhận to lớn dài trăm trượng chảm lên hư không Xoẹt, những nơi tinh nhận to lớn đi qua, không gian huyết hồng nổi lên một đạo rung động như gợn nước, nhưng ngay sau đó lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Tuy rằng không thể phá vỡ không gian, nhưng trong lòng Hàn Lập có chút buông lỏng, nghi tâm lần nữa sáng rõ tinh quang, đang muốn hành động tiếp. Vào thời khắc này, phía dưới biển máu quay cuồng kịch liệt, phát ra thanh âm xì xào to lớn. Một thân thể khổng lồ chậm rãi từ trong biển máu chui ra, là một cỗ thi thể xanh biếc cao như núi. Thi thể này là một đầu cự thử lục sắc lớn vô cùng, hơn nửa người vẫn còn bao phủ một tầng thịt thối, toàn bộ cơ thể không có hóa thành hài cốt, trong hốc mắt có hai đoàn hỏa diễm màu đỏ lục thiêu đốt, làm cho người ta cảm giác cực kỳ quỷ dị, sau lưng kéo theo một cái đuôi xanh biếc thô to dài trăm trượng. Uy thế vô cùng to lớn từ trên thân cự thử lục sắc lan ra, dẫn tới hư không phụ cận không ngừng run rẩy, hơn nữa không ngừng phát ra tiếng két. Thanh âm tiếng két dường như không chịu nổi cỗ uy áp quá khổng lồ này, phải vỡ vụn ra. Con người Hàn Lập co rụt lại, luồng áp lực mà con cự thử này tản mát ra hơn xa con vệ kim tiên thái ất lúc trước trước kia hắn gặp qua những nhân vật mạnh mẽ có lẽ có lẽ chỉ có lúc trước xuyên không chứng kiến tăng nhân tai to kia là có thể so được ý niệm trong đầu hắn nhanh quay ngược trở lại nhưng không có thất kinh cự thử lục sắc tuy rằng cường đại nhưng chẳng qua chỉ là ảo cảnh huyễn hóa ra mà thôi hơn nữa hắn nhìn cái đuôi sau lưng cự thử liền hiểu được lúc trước xương đuôi to lớn đánh bay mình chính là cái đuôi cự thử này nhưng vào lúc này ánh mắt cự thử lục sắc sáng người quang mang, thân hình khổng lồ lập tức hóa thành một đoàn bóng xanh, đánh tới với khí thế hùng hổ. Hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, mi tâm đại phóng tinh quang, một đạo quang trụ thô to từ đó phun ra, trực tiếp đánh vào trên đầu cự thử lục sắc. Nhưng cự thử lục sắc chợt há lớn miệng ra, tắp một cái liền nuốt quang trụ vào, cùng lúc đó thân hình nó nhoáng một cái xuất hiện trước người Hàn Lập, tốc độ không ngừng chút nào. Thân thể khổng lồ tựa như một khối thiên thạch vô cùng lớn, hung hăng đâm vào trên thân Hàn Lập. Mi tâm hàn lập lần nữa đại phóng tinh quang, quay tròn lóe lên, ngưng tụ thành một mặt quang thuận óng ánh to lớn, ngăn ở trước người. Một hồi thanh âm đùng đùng thanh thúy vỡ tan, quang thuận óng ánh to lớn bạo liệt nổ ra. Sau một khắc, một cỗ man lực đơn giản đánh nát quang thuẫn, thoáng cái trực tiếp đập thẳng lên thân hàn lập. Vèo một tiếng, toàn bộ cơ thể hàn lập bị hung hăng đánh bay ra ngoài, bay ra hơn 10 dặm mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng không chờ hắn kịp phản kích, một bóng xanh thật dài bắn tới như điện, phốc phốc một tiếng xuyên thủng thân thể hàn lập, vật đó là từ trong miệng cự thử bắn ra, tựa như một cái đầu lưỡi, thế nhưng phía trên quấn quanh một ngọn lửa màu xanh lục. Trong đầu hàn lập đột nhiên cảm thấy đau nhức kịch liệt giống như bị thiêu cháy, dường như toàn bộ thần hồn bị ngọn lửa xuyên thủng, trong miệng nhịn không được rên lên một tiếng, bất quá lại mạnh mẽ nhịn đau đớn xuống, đại thủ hai tay biến thành chảo nhìn như chậm nhưng rất nhanh, nắm lấy đầu lưỡi lục sắc, muốn xé nó ra. Nhưng vào thời khắc này, đầu lưỡi lục sắc giống như linh xà khẽ quấn, khốn trói hai tay Hàn Lập cùng một chỗ, sau đó vô cùng nhanh chóng quấn chặt lấy thân thể hắn, trói thành một cái bánh trưng lục sắc. Cự thử lục sắc mở ra miệng lớn dính máu, đột nhiên khẽ hấp. Một cỗ lực cắn nuốt đáng sợ bỗng nhiên bộc phát, bao phủ thân thể Hàn Lập, đồng thời đầu lưỡi lục sắc kia cũng mãnh liệt kéo về. Vèo một tiếng, toàn bộ thân thể Hàn Lập bắn tới, bay vào trong miệng cự thử. Hàn Lập cảm thấy hoa mắt, sau một khắc, liền thấy mình xuất hiện trong một không gian u ám, chung quanh là những khối thịt màu tím đen hư thối, không ngừng chảy ra nước tanh hôi vô cùng, tản mát ra làm cho người ta người thấy đã muốn nôn. Từng đợt man lực vô hình từ bốn phương tám hướng đè ép tới, đầu lưỡi lục sắc khốn trói thân thể của hắn cũng không có buông ra. Hàn lập cảm thấy buồn nôn, ra sức giấy dụa vài cái, nhưng không ra chút nào, trong lòng liền trầm xuống. Nhưng ngay sau đó, chân mày hắn chợt nhảy lên, không mất công giấy dụa nữa, mà nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, chung quanh lóe lên lục quang, từng ngọn lửa màu xanh lục trống giống hiển hiện ra, tản mát ra quang mang âm u, rơi vào trên thân Hàn Lập, cháy hừng hực. Từng cỗ khí tức cực nóng vô cùng thình lình từ trong ngọn lửa màu xanh lục lan truyền ra, dung nhập vào thần hồn Hàn Lập. Thần hồn trong đầu Hàn Lập bỗng nhiên nóng lên, giống như bị đặt trên kệ bị lửa nóng hừng hực thiêu đốt, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng rên. Chương 580, Nhân Hỏa Đắc Phúc, trong lòng Hàn Lập co lại một cái, đột nhiên hét lớn một tiếng. Trên đỉnh đầu lóe lên linh quang, một nguyên anh lập lòe kim quang lơ lửng ở thiên linh cái, Khuôn mặt nhỏ căng thẳng, hai tay hai mắt lóe lên kim quang, lại chui vào trong thiên linh cái. Sau một khắc, Hàn Lập cảm thấy từng cỗ mát lạnh từ giữa thần thức hải tỏa ra khắp nơi, làm giảm đi cảm giác cực nóng của thần hồn. Nhưng lục sắc hỏa diễm truyền đến liên tiếp khí tức cực nóng, lớp này đến lớp khác, hơn nữa càng lúc càng có xu thế mạnh hơn, mặc dù toàn lực vận chuyển luyện thần thuật, tựa hồ cũng không cách nào giảm bớt được. Hàn Lập nhắm hai mắt lại, điên cuồng thúc dục luyện thần thuật, đồng thời bên ngoài thân hiện ra một tầng chân cực chi mô hơi mờ, chống đỡ man lực từ bốn phía không ngừng đè ép tới. Dù vậy, toàn thân hắn bắt đầu run rẩy liên tục, trong cơ thể truyền ra tiếng bạo vang ự, c ự, c, dường như xương cốt toàn thân bị đập vụn ra. Thời gian trôi qua từng chút, không biết qua bao lâu, thân hình hàn lập chấn động mạnh, trên mặt hiện ra một tia dữ tợn. Bây giờ thần thức hải của hắn đã tích góp khí thức cực nóng đến một trình độ đáng sợ, Toàn bộ thần hồn nổi lên sóng gió cuồn cuộn giống như hỏa diễm đang thiêu đốt, chậm rãi bắt đầu thu nhỏ lại. Ý thức của hắn dần dần trở nên mơ hồ, tựa hồ đang từ từ rời khỏi thân thể. Vào thời khắc này, giữa thần hồn hắn chợt run lên, ở chỗ sâu trong thần hồn vang lên một thanh âm nghiền nát, tựa hồ cái gì bị đánh nát ra. O O N G, một điểm tinh quang sáng ngời mãnh liệt trong thần thức hải, từ trong hiện ra một cỗ hấp lực vô hình. Giữa thần thức hải tràn ngập khí tức cực nóng tựa hồ thoáng cái đã tìm được một chỗ thoát, điên cuồng xông ra hướng điểm tinh quang bên này, tạo thành một cái vòng xoáy cực nóng đi ra. Sau mấy hơi thở, cảm giác cực nóng trong đầu đều biến mất, nhanh chóng hóa thành một cỗ mát lạnh chạy trong đầu, nét dữ tợn trên mặt Hàn Lập cũng đều biến mất. Ngay sau đó, thần hồn vang lên một tiếng giống như nổ tung, lực lượng thần hồn nhanh chóng tăng lên, thoáng cái đạt đến một cấp độ mới. Trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, biến hóa trong đầu chậm rãi trở lại bình thường, hết thảy khôi phục bình tĩnh hàn lập từ từ mở hai mắt ra ý thức đều khôi phục trong mắt hiện lên một tia kinh nghỉ giờ phút này thần thức lực đại tăng cơ hồ gấp hai ba lần lúc trước hơn nữa càng trở nên tinh thuần giống như vô số dòng nước sáng long lanh chảy trong đầu tản mát ra chấn động thần thức cường đại hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là lúc thần hồn của mình tới biên giới sụp đổ thì luyện thần thuật tầng thứ tư cuối cùng cũng đột phá bình cảnh có lẽ lúc trước luyện thần thuật khó có thể đột phá tầng gông cùng xiềng xích kia có lẽ là vì lực lượng thần thức của mình quá mức cường đại trong cùng cấp bậc xưa nay thần hồn cũng không cách nào rơi vào tình huống cực hạn lần này bị một cường địch có tu vi cảnh giới vượt xa chính mình đuổi giết rơi vào đường cùng được ăn cả ngã về không quyết định xuống hố sâu thần bí dò xét sát khí nhằm đột phá tu vi lại ma xui quỷ khiến tu thành luyện thần thuật có thể nói là nhân họa đắc phúc ý niệm trong đầu hàn lập chuyển động ánh mắt quét qua chung quanh trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thét dài chỗ nghi tâm đại phóng tinh quang từng đạo tinh quang trói mắt bắn ra, giống như một thanh lợi kiếm thiết cắt ra chung quanh. Trong không gian huyết sắc, trong cơ thể cự thử lục sắc chợt nở rộ từng đạo tinh quang trói mắt, sau một khắc thân hình khổng lồ kia phanh một tiếng, bạo liệt ra, hóa thành từng sợi lục sắc lưu quang, bay ra khắp nơi. Thân ảnh Hàn Lập hiện ra trong không trung, đã biến lại thành hình người. Tinh quang trói mắt như mặt trời từ trên người hắn phát ra, chiếu xạ không gian huyết sắc chung quanh. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, tinh quang trói mắt lập tức ngưng tụ, hóa thành một chuôi kiếm óng ánh cực lớn, bổ vào không trung. Oanh một tiếng vang thật lớn, không gian huyết sắc lập tức bạo liệt ra, Hàn Lập thấy hoa mắt, sau một khắc lại trở về vực sâu u ám. Hắn thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt nhìn chung quanh vài lần, thân hình nhoáng một cái rơi vào một chỗ lồi trên vách đá cách đó không xa, khoanh chân ngồi xuống. Bây giờ thần thức Hàn Lập đại tăng, sát khí âm phong gào thét dữ dội chung quanh đã khó có thể tạo thành ảnh hưởng với hắn. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng lực lượng thần thức khổng lồ trong đầu. Luyện thần thuật tầng thứ tư đại thành, thần hồn lại tăng lên lớn như thế, không uổng công những năm qua hắn vất vả tu luyện. Sau một lát, Hàn Lập bỗng nhiên mở to mắt ra, chỗ mi tâm lóe lên tinh quang. Một đạo kiếm ảnh sáng óng ánh bắn ra như điện, lóe lên chui vào giữa khói đen biến mất không thấy gì nữa, phóng gấp về hướng hư không trên vực sâu. Tầng mây trên không trung vực sâu, một phi cầm màu xanh hình ưng có tu vi chân tiên cảnh đang vỗ cánh bay qua hư không trước người nó lóe lên một đạo kiếm ảnh óng ánh bắn tới như điện lóe lên chui vào trong đầu cự ưng màu xanh trong miệng cự ưng màu xanh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết đôi mắt ưng vốn lăng lệ ác liệt lại nhanh chóng ảm đạm trong nháy mắt trở nên u ám khí tức trên thân cự ưng cũng biến mất vô tung thi thể rơi xuống cuồn cuộn phía dưới lạch cạch một tiếng vang lên vừa vặn rơi vào bên trong cánh rừng mà thụ yêu biến thành kia bên trong cánh rừng nguyên bản yên tĩnh dây leo cành cây lập tức tỉnh lại từng nhánh cây nhanh chóng quấn lấy, bao trùm thi thể cự ưng màu xanh lại, rất nhanh bên trong truyền ra thanh âm bẹp bẹp quái dị. Trong vực sâu, ánh mắt Hàn Lập lộ ra vẻ vui mừng. Thần hồn lực đại tăng, uy năng công kích của niệm kiếm quyết cũng tăng lên gấp mấy lần, dùng đối phó phệ kim tiên thái ất lại càng thêm hữu dụng. Hắn lại thử vài loại công kích thần hồn khác, uy lực cũng đều tăng lên nhiều. Hàn Lập lập tức nhắm mắt lại, chỗ nghi tâm lần nữa chớp động tinh quang. Sau một lát, có vài sợi xiềng xích sáng óng ánh từ chỗ nghi tâm bắn ra, nhanh chóng đan vào cùng một chỗ, hóa thành một lồng giam xiềng xích hình vuông. Trên lồng giam xiềng xích khác từng đạo phù văn màu đen như ẩn như hiện, tản mát ra tinh quang chói mắt xen lẫn từng điểm hắc mang, mũi nhọn ánh sáng hắc quang đan vào cùng một chỗ, làm cho người ta có một loại cảm giác khó hiểu. Hàn Lập nhìn lồng giam xiềng xích lơ lửng trên không trung, bỗng nhiên bấm tay một cái. Lồng giam tản mát ra hào quang sáng ngời mãnh liệt, trong chốc lát lại phân giải thành mấy sợi xiềng xích óng ánh, sau đó từng sợi đều chui vào hư không, không thấy bóng dáng. sâu trong mảnh rừng cây bên ngoài vực sâu, đứng vững đó một gốc đại thụ xanh ngắt, cao chừng mấy trăm trượng, cành lá cực kỳ rậm rạp. bất luận thân cây hay là cành lá đều có màu xanh thanh thúy như ngọc, mà trên thân đại thụ lại hiện ra một gương mặt thật lớn. bây giờ hai mắt gương mặt cực lớn nhắm nghiền, miệng nửa khép nửa mở phát ra trận trận tiếng ngáy, tựa hồ đang ngủ. vào thời khắc này, hư không phủ cận đại thụ chấn động cùng một chỗ có vài sợi xiềng xích óng ánh hiển hiện ra, lóe lên chui vào trong cơ thể đại thụ. Đại thụ xanh tươi bỗng nhiên mở to mắt, trong miệng phát ra tiếng gầm rú kinh sợ, toàn thân đại phóng lục quang, mấy cành cây vừa thô vừa to giống như cánh tay cuồng vũ không thôi. Một cỗ uy áp khổng lồ từ trên thân đại thụ bộc phát ra, thình lình đạt đến thái ất cảnh. Từng đạo lục quang vừa thô vừa to như lưu tinh từ trên thân cành đại thụ bắn ra, rơi vào bên trong sơn mạch phụ cận. Ầm ầm ầm, sơn phong cùng mặt đất phụ cận đụng phải lục quang, lập tức tan vỡ như giấy, mặt đất trong phạm vi mấy trăm dặm lập tức lắc lư kịch liệt, khắp nơi dâng lên bụi mù cuồn cuộn. nhưng sau một khắc đại thụ xanh biếc vũ động thân cây chợt ngừng lại, trong nháy mắt biểu hiện trên mặt trở nên ngưng kết lại, dường như bị người định thân thuật. bất quá bên ngoài thân nó lục quang vẫn trói mắt, khí tức vẫn còn đang cuồn cuộn. ở chỗ sâu trong không gian đại thụ lục sắc, khắp nơi đều là xương mù lục sắc nồng đậm, mà trong xương mù lơ lửng một đoàn lục sắc thần hồn hình dạng thụ nhân. Bất quá bây giờ lục sắc thụ nhân bị một lồng giam xiềng xích óng ánh giam cầm bên trong, trên lồng giam hiện ra một tầng hào quang óng ánh, ngăn cách lục sắc thần hồn cùng xương mù bên ngoài. Lục sắc thần hồn ở trong lồng giam xiềng xích ra sức dẫy dụa, biến ảo thành các loại hình thái, thậm chí biến lớn nhỏ liên tục, ra sức đánh thẳng vào lao lồng. Nhưng mặc cho nó dẫy dụa như thế nào, lao lồng óng ánh đều vững chãi như núi. Lồng giam xiềng xích nhốt thần hồn thụ nhân một lát, chợt giải thể đi, hóa thành vài sợi xiềng xích óng ánh, chui vào trong hư không biến mất không thấy. Thân thể đại thụ xanh tươi lập tức khôi phục như lúc ban đầu, hai con mắt lộ ra vẻ mờ mịt, nghi hoặc nhìn chung quanh, thân cây cuồng vũ cũng chậm chậm ngừng lại. Ở chỗ sâu trong vực sâu sát khí, hư không bên cạnh hàn lập lóe lên, mấy sợi xiềng xích óng ánh hiển hiện ra, nhanh chóng chui vào trong đầu hắn. Bây giờ sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lồng giam xiềng xích vừa rồi là luyện thần thuật tầng thứ tư tu thành, về sau có thể thi triển bí thuật, tên là thần niệm lồng giam, có thể giam cầm thần hồn địch nhân, tạm thời cắt đứt liên hệ giữa thần hồn và thân thể. Uy lực thuật này cường đại dị thường, vừa rồi đầu thụ yêu thái ất cảnh kia tuy rằng không có phòng bị, bị đánh lén cầm giữ thần hồn, nhưng uy lực mạnh mẽ của thuật này vẫn có thể nhìn thấy được. Lồng ngực Hàn Lập hơi phập phồng, sau một hồi điều tức, sắc mặt trắng bệch chậm rãi khôi phục, ánh mắt hơi chớp động. Thuật này tuy rằng uy lực cường đại, nhưng cực kỳ tiêu hao lực lượng thần thức, hắn vừa mới chỉ thi triển một lát thần niệm lồng giam, nhưng thần thức khổng lồ trong đầu chỉ còn lại có ba thành, tối thiểu cũng cần một tháng mới có thể khôi phục. Bất quá khách quan mà nói thì uy lực thuật này quá cường đại, điểm tiêu hao ấy chỉ là chuyện nhỏ. Hàn lập tính tọa một lát, lật tay lấy ra một khối ngọc giản màu đen, thần thức chui vào trong đó. Trong ngọc giản ghi chép một nhóm chữ nhỏ, đúng là khẩu quyết luyện thần thuật tầng thứ năm. Uy lực luyện thần thuật vượt quá hàn lập suy đoán, hắn đến chỗ này vốn tính dùng sát khí nồng đậm nơi này đả thông tiên khiếu, tăng lên tu vi. Nhưng bây giờ xem ra, tu luyện luyện thần thuật lại là lựa chọn tốt hơn. Hơn nữa hoàn cảnh nơi này đặc thù lại có thể rất nhanh để thăng luyện thần thuật. Hàn lập xem khẩu quyết luyện thần thuật tầng thứ 5 từ đầu tới cuối một lần, lông mày hơi nhíu lại một cái. Nội dung tầng thứ 5 luyện thần thuật so với tầng thứ 4 thì thâm thúy hơn nhiều, giữa những hàng chữ đều ẩn chứa thâm ý, muốn tìm hiểu rõ cũng không dễ dàng. Bất quá hắn đã xem qua vô số công pháp thâm ảo, lại biết rõ khẩu quyết tầng 4 luyện thần thuật, khẩu quyết tầng thứ 5 tuy rằng thâm thúy, nhưng lại nhất mạch tương thừa với tầng 4 phía trước, chỉ cần tốn thời gian từ từ tìm hiểu, hẳn không vấn đề. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó thần thức chui vào trong ngọc giản, nghiên cứu từng câu từng chữ trong đó. chương 581, tiên tụ, nửa canh giờ trước, ngay thời điểm Hàn Lập khó khăn lắm mới đột phá tầng thứ tư luyện thần thuật. Cách chỗ vực sâu Hàn Lập không biết bao nhiêu vạn dặm một ngọn núi cao vút với mây trắng lượn lờ xung quanh, đỉnh núi cao vút vươn cao khỏi tầng mây. Bắt đầu từ giữa sườn núi, mây trắng dày đặc bao phủ lơ lửng kéo dài lên trên. Trên đỉnh núi trắng xóa, có một tòa bình đài bằng đá xanh biếc, chính giữa bình đài là một cái bàn đá hình vuông, xung quanh đặt bốn ghế đá, kiểu dáng giống nhau, nhưng màu sắc lại khác nhau. Giờ phút này, trên ba ghế đá có ba thân ảnh đang ngồi. Một người trong đó, là một thanh niên mặc hắc bào, làn da ngăm đen, lông mày và mắt nhỏ, trên trán mọc ra hai sừng nhọn màu trắng bạc, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị. Người còn lại là một nam tử áo trắng dáng người thon dài, tuổi chừng ba bốn mươi tuổi, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, một đầu tóc trắng phiêu giật theo gió bay phấp phới, chính giữa sen lẫn một đám tóc vàng trói mắt, tư thái càng thêm phong độ. Người cuối cùng là lão già tóc đỏ dâu đỏ, lưng còng, tay chống một quải trượng đỏ thấm, bộ dạng tuổi già sức yếu. Trong hư không phía trên bàn đá trước ba người, lơ lửng một mặt thủy kính màu trắng, bên trong thủy kính là một mảnh hào quang màu trắng cuồn cuộn, tựa như cuồng long bay giữa không trung, tản mát ra tinh quang mút trời. Đứng cách thủy kính cũng có thể cảm ứng được khí tượng kinh người này. Phía dưới hào quang màu trắng mơ hồ thấy một hạp cốc tĩnh mịch, có nhẹ nhẹ hắc khí từ đó bay ra. Dị tượng này cũng không nhỏ, chấn động lại truyền đến nơi chúng ta. Chẳng lẽ cỗ chấn động thần thức mạnh mẽ này là trên địa bàn lão cốc thần, là người nào đột phá đại la cảnh sao? Thanh niên áo đen chậm rãi mở miệng, nếu có người đột phá đại la, thiên tượng nhất định không nhỏ như vậy thoạt nhìn, giống như là có người nào tu luyện bí thuật thần hồn nào đó đại thành dẫn phát ra. Thần sắc nam tử áo trắng lạnh nhạt, lắc đầu nói. Lông mày nhỏ của thanh niên áo đen cao lại, liếc nam tử áo trắng một cái. Dư huynh, người thấy thế nào? Nam tử áo trắng cũng không để ý, quay đầu nhìn về phía lão giả tóc đỏ, hỏi. Việc này quả thật có chút kỳ quái, bất quá chỗ đó nếu là phạm vi thế lực cốc đạo hiếu, dựa theo ước định, chúng ta cũng không tiện nhúng tay. Lão già tóc đỏ dâu đỏ suy ngẫm, từ chối cho ý kiến nói. Hôm nay là ngày bốn người chúng ta tụ họp trong vòng trăm vạn năm qua, cốc đạo hữu đã vắng mặt liên tục mấy lần, hiện tại trên lãnh địa của hắn lại xuất hiện việc lạ này, cũng không biết rốt cuộc là ý gì. Nam tử áo trắng lắc đầu cười cười, bộ dạng có chút bất đắc dĩ nói. Cốc đạo hữu trước giờ vẫn thần thần bí bí, không cần để ý. Lão già tóc đỏ cười ha ha, sự tình lão cốc thần, liễu huynh cũng muốn hỏi đến, ngược lại là quản rất rộng đó nha. Trước đó vài ngày, tại ám tinh sơn mạch một chi của liễu huynh đột nhiên động thủ chiếm lĩnh toàn bộ lãnh địa trùng tộc nơi đó việc này liễu huynh giải thích như thế nào thanh niên áo đen lạnh lùng mở miệng ta nói hôm nay như thế nào tả huynh lại nhằm vào liễu mỗ nguyên lai là vì chuyện này ta và người con cháu ngàn vạn trải rộng cả ức vạn dặm man hoang vốn là do bọn hắn tự sinh tự diệt đây là cạnh tranh sinh tồn hà tất để ý tới nếu tả huynh canh cánh trong lòng chuyện này cứ phái người cướp lại là được nam tử áo trắng cười cười không hề để ý nói. Đã như vậy, nghị sứ hôm nay cũng đã nói hết không sai biệt lắm, tả mỗ đi trước một bước. Thanh niên áo đen bỗng nhiên đứng lên, thân hình thoát một cái liền chui vào trong hư không biến mất không thấy, thanh âm vẫn quanh quẩn giữa không chung. Tính khí tả huynh vẫn luôn lớn như vậy, liễu huynh, dư mỗ cũng đi trước một bước. Trăm vạn năm sau gặp lại, lão già tóc đỏ cũng đứng lên, quải trượng trong tay vung lên hư không. Hư không trên bình đài hiện ra một đạo bạch ngân, sau đó từ từ kéo ra hai bên, Hiện ra một thông đạo không gian. Thần xác lão già tóc đỏ ung dung cất bước vào trong đó, khe hở hư không lập tức lấp đầy như lúc ban đầu. Sự dũng cảm của tiểu tử này cũng không nhỏ, không có tiến lên, cũng không lui về phía sau, ngược lại tu luyện tại chỗ. Cũng tốt, nhìn một chút xem vị nhân tộc mà Nhạc Nhi nhận làm đại ca, cuối cùng có mấy phần lực lượng. Khóe miệng nam tử áo trắng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó ngẩng đầu vung lên. Thủy kính màu trắng phanh một tiếng, vỡ vụn ra hóa thành tinh quang lập lòe đầy trời như mưa rơi. Bên trong tinh quang chấp động, thân ảnh nam tử áo trắng cũng từ đỉnh núi biến mất không còn tâm thích Hàn lập tìm hiểu một phen này, hao phí trọn vẹn hết mười mấy ngày. Vốn thần niệm của hắn vượt xa kim tiên cùng dai, kết hợp hôm nay luyện thần thuật tầng thứ tư đại thành, thần niệm lại được tăng cường, cường độ thần niệm tự nhiên phù hợp điều kiện tu luyện tầng thứ năm, còn nhục thân, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Bất quá tầng thứ năm công pháp này lại cực kỳ tối nghĩa, trong đó có không ít chỗ thoạt nhìn càng phải mạo hiểm, nhất thời nửa khác làm cho hắn không có biện pháp nào. Nhưng kết hợp hoàn cảnh sát khí lúc trước kích thích thần niệm, ngược lại Hàn Lập nghĩ đến một loại thủ đoạn tranh lệch, nếu có thể được âm phong nhiếp hồn mãnh liệt hơn trước hỗ trợ, có lẽ có khả năng tiếp tục tăng tiến thần niệm. Vừa nghĩ đến đây, hắn phất tay thu hồi ngọc giản, đứng lên, thân hình khẽ động tiếp tục bay xuống phía dưới. Kết quả bay không bao lâu, lông mày Hàn Lập liền nhíu lại. Càng xuống phía dưới giò xét, lông mày hắn càng nhíu chặt lại vượt qua dự đoán của hắn, phía dưới âm phong chẳng những không có tăng cường, ngược lại có xu thế dần yếu đi. Tuy rằng sát khí trở nên nồng đậm, nhưng không có loại âm phong nhiếp hồn này, ảo cảnh trong đầu lại không cách nào xuất hiện nữa. Mặt hàn lập lộ vẻ thất vọng, ngay sau đó thân hình dừng lại, quay lại chỗ âm phong mạnh nhất ở phía trên, khoanh chân ngồi xuống, đành phải sử dụng phương pháp đã bình ổn, thử tu luyện tầng thứ 5 luyện thần thuật. Nhoáng một cái nữa năm trôi qua tức thì, hàn lập mở mắt lần nữa, sắc mặt thoạt nhìn có chút buồn bực nửa năm qua hắn khổ tu không ngủ không nghỉ nhưng tiến triển vẫn cực kỳ chậm chạp chẳng những không thể so với tốc độ tiến bộ dũng mãnh khi lợi dụng ảo cảnh sát khí tu luyện luyện thần thuật mà so với tốc độ tiến triển của luyện thần thuật tầng thứ tư lúc trước cũng kém xa hàn lập hít sâu một hơi khôi phục lại bình tĩnh tình huống tiến triển chậm chạp đã từng xuất hiện khi tu luyện ba tầng trước kia nhưng cuối cùng theo thời gian trôi qua không ngừng tìm hiểu lục lọi vẫn luyện thành từng chút một chỉ là tình hình trước mắt thời gian cấp bách tiếp tục tu luyện hiển nhiên không sáng suốt hàn lập suy nghĩ một chút một tay bấm pháp quyết thân thể khẽ run lên tiếp theo sát khí nồng đậm chung quanh lập tức chen chúc tới chỗ hắn trong khoảnh khắc bao phủ thân thể hắn lại bên tai vang lên ầm một tiếng dường như nghe được vô số yêu thú gần chết kêu rên thê lương thảm thiết cùng lúc đó từng cỗ khí tức âm lãnh hung lệ từ các nơi thẩm thấu vào các nơi trong cơ thể hắn hàn lập hít sâu một hơi cũng không vận công ngăn cản từng cỗ sát khí nồng đậm tán loạn trong cơ thể hắn những nơi đi qua kinh mạch nhục thân đau đớn tê liệt, giống như bị vô số cây đao quấy nhiễu. Hắn nhíu mày, ngay sau đó rất nhanh lại giãn ra, lấy ra một viên đan dược tịnh tiến tu vi ăn vào, sau đó chậm rãi vận chuyển huyền sát minh linh công. Hô một tiếng vang lên, toàn bộ sát khí tích góp trong cơ thể hàn lập kích phát ra, trên thân hiện lên ra một tầng hắc quang nồng đậm như sương mù, lưu chuyển liên tục, làm cho người ta nhìn phải kinh hãi. Hắc quang cùng sát khí chung quanh lập tức hòa làm một thể, sát khí phụ cận lập tức cuồn cuộn lên, Trung quanh thân thể hắn mơ hồ hình thành từng vòng xoáy, dũng mãnh lao nhanh vào trong cơ thể hắn. Giờ phút này, bốn phía bị hắc sắc sát, sát khí bao phủ, bên ngoài cơ thể giống như mặc vào một lớp áo đen nặng nề, trên da cũng chuyển đến cảm giác khác thường như bị kim đâm. Theo huyền sát minh linh công không ngừng vận chuyển, từng cỗ sát khí trong cơ thể hàn lập lập tức ngừng tán loạn, hội tụ lại một chỗ, hình thành một đạo sát khí hồng lưu hùng vĩ. Trong miệng hắn kêu lên một tiếng buồn bực, lông mày lập tức nhíu lại, sắc mặt trở nên có chút khó coi lúc trước từng cỗ sát khí kia phân tán, mặc dù tạo thành một ít đau đớn cho thân thể hắn, nhưng không quá cường bạo mãnh liệt. Hiện tại những sát khí này hội tụ lại một chỗ, đau đớn tự nhiên cũng chồng chất lên nhau, tăng lên gấp bội. Cũng may trừ đau đớn khó có thể chịu đựng này, tạm thời cũng không có bất kỳ cái gì khác thường, hắn cố gắng chịu đựng, sau đó vẫn có thể thông qua những sát khí này, trùng kích khiếu huyệt thứ 62. Trên thực tế, trong lòng hắn biết rõ, sát khí này dù sao cũng không phải bản thân hắn tích góp được, cuối cùng vẫn thuộc từ bên ngoài, bản năng thân thể hắn sẽ sinh ra phản ứng, mà sát khí từ bên ngoài, so với sát khí mà hắn tích góp từng tí một, lại càng thêm hung mãnh, càng không kiêng nể gì cả. Ẩn chứa trong đó rất nhiều ác niệm âm lãnh, tương tự cũng sẽ không ngừng trùng kích ý thức hải, nếu không chú ý sẽ làm khiếu huyệt vỡ tung, triệt để xé rách thức hải hắn. Nhưng giờ phút này thời gian cấp bách, Hàn Lập đã bất chấp tất cả, hắn định lợi dụng sát khí bên ngoài này cuồng bạo đánh vào, rất nhanh giải khai từng cái tiên khiếu kia còn chưa đủ còn không đủ lông mày hàn lập nhíu chặt cắn chặt răng nói từng câu từng chữ hai tay hắn bấm nhanh pháp quyết hắc quang sáng rõ quanh khuôn mặt sát khí dũng mãnh vào làm tốc độ lập tức bạo tăng gấp đôi thống khổ trong cơ thể cũng tăng vọt lên gấp đôi trong lòng hàn lập cảm giác nặng nề miến cưỡng chịu đau nhức kịch liệt tựa như đau cắt điên cuồng hút sát khí nhập vào cơ thể từng đợt tiếp theo từng đợt điên cuồng trùng kích tiên khiếu trên vực sâu vang lên tiếng thét mãnh liệt sát khí cuồng bạo cuồn cuộn dòng không khí hỗn loạn quét thi cốt yêu thú hai bên vách đá dựng đứng xuống vỡ tan tành giữa không trung hóa thành từng điểm cốt phấn cùng lân hỏa vung vãi ra thời gian từng giờ từng phút trôi qua sát khí từ bốn phía tụ lại ở đây làm những nơi trước bắt đầu trở nên mỏng manh ngược lại bốn phía hàn lập lại trở nên dày đặc thời gian nhoáng một cái lại qua hơn ba tháng một ngày này trong vực sâu truyền đến một tiếng hết dài hơn nghìn dặm dưới vực sâu hàn lập treo giữa không trung phía dưới bả vai sau lưng một vòng xoáy nhỏ hiển hiện ra, điên cuồng hút lấy thiên địa nguyên khí từ phía trên vực sâu chảy xuống, ồ ồ dũng mãnh tiến vào một chỗ trong vòng xoáy, hơn người hơi thở mới dần đình chỉ. Sau khi dị tượng kim quang biến mất, chỗ đó liền nhiều ra một điểm sáng màu vàng óng, chính là tiên khiếu thứ 62. Tâm niệm hàn lập vừa động, dò xét chỗ tiên khiếu kia, chỉ thấy bên trong trừ đại lượng tiên linh lực ngưng tụ bên ngoài, còn nổi lơ lửng sợi sát khí màu đen, nhìn rất rõ ràng đúng là có chút bất đồng với tiên khiếu mà sát khí bản thể quán thông. chương 582, được ăn cả ngã về không? Hàn lập lắc đầu, đè xuống thắc mắc trong lòng, bàn tay huy động, nhiếp chân ngôn bảo luân đến trước người, sau một phen điều tra, phát hiện thời gian đạo văn phía trên lại nhiều ra hai đoàn, trong lòng mới thoáng an định lại. Hắn khẽ phun ra một ngụm chọc khí, rời ánh mắt nhìn xuống vực sâu tối tăm phía dưới. Bởi vì sát khí phía trên cơ hồ bị hàn lập thu nạp gần hết, nên tốc độ sát khí phía dưới vực sâu bay lên tiêu tán rõ ràng nhanh hơn vài phần, chỉ là nhìn xuống phía dưới vẫn sâu không thấy đáy, cũng không biết suốt cuộc vực này sâu bao nhiêu. Đang cân nhắc, Hàn Lập lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào, nhắm mắt điều tức một lát, tiếp theo hai mắt bỗng nhiên mở ra, thân hình nhảy lên, cấp tốc lao xuống phía dưới, trong nháy mắt chui vào trong sát khí cuồn cuộn phía dưới. Nếu như sở liệu, càng xuống phía dưới, sát khí lại càng đậm đặc sền sệt. Hàn Lập lần nữa hạ xuống năm 60 dặm, đã cảm thấy âm phong sát khí xông tới mặt nhiều gấp mấy lần so với trước kia, đủ loại huyễn tượng núi thây biển máu dị thú dữ tợn lại bắt đầu xuất hiện. Bất quá hôm nay luyện thần thuật tầng thứ tư đã đại thành, trình độ huyễn tượng này dù có tăng lên, nhưng hắn không có dừng lại, tiếp tục đón đỡ sát khí âm phong, đi xuống phía dưới. Tiếp tục hạ xuống 30 dặm, âm phong chung quanh quét tới chậm lại vài phần, nhưng sát khí ngưng tụ chung quanh lại trở nên càng thêm đậm đặc, dày hơn. Hàn Lập cảm thấy tựa như trước người là tuyết lớn bao quanh, Đi tới nửa bước cũng khó. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, trong hư không trước mắt, điểm điểm lục quang hiện ra, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ. Không bao lâu, huyến tượng lục sắc cửa thử xuất hiện lúc trước lại hiển hiện ra, hình thể tăng vọt gấp mấy lần so với lúc trước, toàn thân giống như bị dầu sôi dội lên làm da thịt đều bị phỏng và lở loét ra, da lông trên gương mặt cũng không có, hai con mắt to lớn phảng phất như máu thịt be bé treo trong hốc mắt, tùy thời lắc lư có thể rất xuống. Chỉ nghe một âm thanh sắc bén vang lên, thân hình cự thử kia thoát một cái, xông tới phía Hàn Lập. Nương theo đó, một mùi vị huyết tinh khó nói lên lời xông đến, Hàn Lập người được liền cảm thấy trước mặt có vạn trượng huyết lãng xông tới, mắt thấy muốn nuốt hắn vào. Nhưng mà, Hàn Lập đã sớm chuẩn bị, căn bản không chút chuyển động, trong lòng của hắn ngâm tụng khẩu quyết luyện thần thuật, trong miệng phát ra một thanh âm như tiếng sét một cỗ lực lượng thần thức cường đại trong nháy mắt từ trong thức hải quét ra, giống như trận mưa to vào mùa hè, lập tức gột rửa sạch sẽ tâm thần của hắn. Huyễn tượng cự thử vào tới trước mặt hắn cũng theo đó ầm ầm nứt vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Hàn lập chỉ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi xuống phía dưới. Trong lòng hắn biết rõ, bản thân thu nạp sát khí càng nồng đậm thuần khiết, trợ giúp trùng kích tiên khiếu lại càng lớn, tốc độ tăng tu vi cũng sẽ nhanh hơn. Dù sao, thời gian của hắn càng ngày càng ít, hắn phải tranh thủ thời gian tận khả năng tăng thực lực lên, mỗi lần tăng lên một phần thực lực, liền nhiều hơn một cơ hội sống sót thế nhưng hắn mới chỉ đi xuống phía dưới mấy trăm trượng lại không thể không dừng lại lúc này ngăn hắn lại không phải là huyến tượng mà là sát khí nồng đậm tới cực điểm giờ phút này sát khí ngưng tụ phía dưới cơ hồ không còn là trạng thái sương mù lại không lưu động chút nào thoạt nhìn giống như là vách tường nước đông cứng màu đen hàn lập có thể cảm nhận rõ ràng vách tường che kín này có chút bất đồng với sát khí vần chung quanh hắn còn khác như thế nào hắn lại không nói được do so dự một chút Hàn Lập vẫn cúi người xuống, thử đưa một bàn tay thăm dò vào bên trong vách tường. Kết quả, bàn tay hắn vừa mới chạm vào vách tường, cổ tay cùng lòng bàn tay lập tức chuyển đến một hồi đau đớn bén nhọn lạnh lẽo thấu xương, từng tia từng sợi sát khí điên cuồng đến cực điểm, lại như vật sống, ngưng tụ thành từng đám gai nhọn, chủ động chui vào trong da hắn. Thân thể Hàn Lập run rẩy kịch liệt, lập tức thu bàn tay lại, muốn rút cánh tay ra khỏi vách tường. Kết quả lại có một cỗ lực lượng cường đại cuốn lấy bàn tay hắn, khiến cho hắn không cách nào rút tay ra được trong đôi mắt hắn sáng lên ánh sáng màu lam âm u tập trung nhìn vào dưới mới phát hiện nắm kéo cánh tay hắn chính là những sát khí nồng đậm tựa như châm đâm vào trên tay hắn chúng ngưng tụ lại một chỗ hầu như bao phủ toàn bộ bàn tay hàn lập vào ánh mắt hàn lập ngưng lại trong lòng bàn tay xoẹt một tiếng vang lên một đạo điện quang màu vàng bỗng nhiên nổ bể ra sát khí ngưng tụ thành tơ mỏng màu đen bị tịch tà thần lui kích chúng lập tức từ lòng bàn tay và cổ tay lui ra ngoài nhưng vẫn vẩn quanh bốn phía không chịu thối lui Hàn lập nhân cơ hội rút tay ra, đưa mắt nhìn qua một cái, không khỏi hít sâu một hơi. Trong lòng bàn tay hắn răng đầy những điểm nhỏ màu đỏ, là những lỗ nhỏ như sợi tóc, đúng là đã bị sát khí sỏ xuyên qua, và lại bên trong những lỗ nhỏ này mơ hồ có từng tia hắc khí lượn lờ. Đồm đột một tiếng, mặt ngoài bàn tay lần nữa hiện ra một mảnh điện quang màu vàng, lóe lên liền biến mất, những lỗ nhỏ trên bàn tay và sát khí bên trong cũng không thấy, lỗ nhỏ cũng theo đó nhanh chóng lấp đầy, biến mất không thấy gì nữa. Hàn lập thở nhẹ một hơi, thầm cười khổ một tiếng. May mà hắn hút ra kịp thời, nếu không có lẽ sau một lát, bàn tay này sợ là sẽ triệt để bị phế. Quả nhiên, càng xuống phía dưới, những sát khí này lại càng có tính công kích, chỉ sợ đến lúc đó không cần ta dẫn dắt, chúng cũng sẽ tự động chui vào trong cơ thể, lúc đó muốn khống chế được chúng để trùng kích khiếu huyệt, chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Ánh mắt Hàn lập chấp động, trầm ngâm nói, hắn nhìn bức tường xương mù màu đen dưới thân, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Quả thật, sát khí trong bức tường sướng mù một khi xâm nhập vào cơ thể, tất nhiên là tính mạo hiểm cực cao như lọt vào trận bão táp, hơi không chú ý chỉ sợ sẽ rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Nếu có thể khống chế được, hiệu suất trùng kích khiếu huyệt tất nhiên sẽ tăng lên gấp mấy lần. Sau một lát, trong mắt Hàn Lập sáng ngời quang mang, quyết định. Như đã đánh bạc 20 năm nay, bây giờ lại ngại gì đánh bạc thêm lần nữa, lại tăng thêm áp lực chứ. Dù sao tình cảnh hắn hôm nay, đã không có nhiều lựa chọn khác trong lòng của hắn hơi động một chút thân hình lóe lên trực tiếp xông vào trong vách tường màu đen vừa vào trong vách tường lập tức hàn lập cảm thấy thức hải trầm xuống như một nghìn cự thạch đè xuống trong đầu không ngừng vang lên tiếng phong minh bén nhọn khiến cho ngũ quan tựa như bị phong bế hầu như không cảm giác được dị trạng xung quanh quanh người hắn mực nước sát khí đồng dạng bao bọc đến bên trong hóa thành vô số tơ mỏng sát khí vô cùng bén nhọn đâm xuyên vào trong làn da quanh người hắn sâu đụng đến xương thức hải cùng nhục thể đồng thời cảm giác thống khổ, hàn lập phảng phất như một tòa cự phong đập xuống giữa đầu, toàn thân rung động lắc lư không thôi, thần thức có chút buông lỏng ra. Hắn mạnh mẽ thổi ra một hơi, cắn chặt hàm răng, dùng hết một tia thần thức thanh minh cuối cùng, thúc giục luyện thần thuật. Tầng 4 luyện thần thuật đã đại thành, uy lực tất nhiên không tầm thường. Hàn lập lập tức cảm thấy trong đầu có một đạo vòi rồng quét sạch qua, tiếng the thế vang lên trong óc biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó thần thức cũng khôi phục bình thường. Thần thức vừa khôi phục, hắn lập tức thúc giục lực lượng thần niệm giữ vững vị trí tâm thần, đồng thời thúc giục huyền sát minh linh công, dẫn dắt sát khí tràn đầy tuôn vào bên trong cơ thể, hướng đến phía khiếu huyệt thứ 63. Nhưng mà vừa khởi động, thần sắc hàn lập lập tức biến đổi. Hắn thình lình phát hiện, hắn dùng công pháp dẫn dắt sát khí mãnh liệt ở đây, trừ một bộ phận đi về phía chỗ khiếu huyệt kia, còn lại vẫn như ngựa hoang thoát cương không bị khống chế đánh tới các phía khác trong cơ thể. Đồm đột, quanh thân hàn lập vang lên từng trận âm thanh như là đậu vỡ, làn da bên ngoài thân cũng phồng lên từng cái túi lớn. Thân hình hắn cũng theo đó phát sinh biến hóa, toàn bộ cơ thể biến lớn bành trướng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thoạt nhìn giống như là sát khí bị nứt vỡ ra. Trong lòng hàn lập khiếp sợ, nhưng cũng không mất đi thanh tỉnh, tay biến hóa pháp quyết liên tục, muốn khống chế sát khí bên ngoài cơ thể đang không ngừng tiến vào mãnh liệt. Nhưng giờ phút này thân thể hắn như là miệng cống đê đập mở ra, căn bản ngăn cản không được sát khí hồng lưu dũng mãnh tiến vào. Mắt thấy làn da bị sát khí xung nhập, phồng lên như một túi khí, tựa như sắp sửa nổ tung, thì một chỗ nơi bả vai hắn lại có một vòng xoáy nhỏ sinh ra, hấp dẫn một bộ phận sát khí tới. Chỗ vòng xoáy này trên thực tế là một chỗ tiên khiếu khác của Hàn Lập, sát khí ở đây thật sự quá dư thừa nên cũng đồng thời mở ra, cùng với tiên khiếu thứ 63 nghênh đón sát khí trùng kích tới. Hàn Lập cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn kịch liệt quanh thân tâm thần căng thẳng tới cực điểm, toàn lực thôi động huyền sát minh linh công, dẫn động sát khí hướng vào bên trong cơ thể, không ngừng đánh thẳng vào hai nơi tiên khiếu kia. Tu hành trong vực sâu không biết năm tháng, nhóng một cái đã qua hơn 10 năm. Trên vách đá dựng đứng gần chỗ miệng vực sâu, kim đồng khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay để nguyên, đúng là đang ngồi tu hành. Cách nàng không xa, hai chân trước bạch ngọc tỳ hưu lót ở trên cằm, nằm sấp trên mặt đất, mí mắt mơ màng, tựa hồ đang lim dim ngủ. Lúc này, Tiếng gió vang lên, một vệt kim quang từ bên trên bay vút tới, rơi vào trên vách núi. Bạch Ngọc Tỳ Hưu dương mắt nhìn một chút, thấy giải đạo nhân kiểm tra pháp trận trở về, lại lười biếng sụp mí mắt, Kim Đồng từ đầu đến cuối cũng không có mở mắt. Đúng lúc này, phía dưới vực sâu phảng phất có âm thanh như lôi thần đánh trống, truyền đến từng đợt thanh âm ầm ầm. Ngay sau đó, sát khí cuồn cuộn như sương sớm trong ngọn núi từ phía dưới vực sâu bay lên, tràn ra khắp phía trên vách núi. Lúc này Kim Đồng bỗng nhiên mở hai mắt từ trên mặt đất nhảy dựng lên, thoáng cái nhảy đến bên cạnh vách núi, thần sắc sốt sáng nhìn xuống phía dưới vực sâu. Tiểu Bạch cũng từ dưới đất bò dậy, chạy chậm đến bên người nàng, mở miệng nói, lão đại, động tĩnh này, chẳng lẽ là chủ nhân muốn. Đại thúc, kim đồng phảng phất như không nghe Tiểu Bạch nói, ánh mắt phức tạp dị thường, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Trong giọng nói mang theo vài phần chờ đợi, vài phần lo lắng, còn có mấy phần hưng phấn cùng tâm thần bất định. chương 583, đáy động, Âm một tiếng vang thật lớn, bầu trời phía trên vực sâu bỗng nhiên chấn động kịch liệt, từng tia từng sợi thiên địa nguyên khí lấy mắt thường có thể thấy được từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, ở trong bầu trời cao lưu chuyển hội tụ hình thành một cái phễu linh khí cự đại, tụ tập thiên địa nguyên khí rộng lớn vào trong vực sâu. Trong một sơn cốc cách vực sâu không xa, một gốc đại thụ xanh ngắt có khuôn mặt to lớn như người, ánh mắt chuyển động nhìn về phía vực sâu bên này, bộ rễ dưới thân bỗng nhiên run rẩy dữ dội, toàn bộ thân cây đung đưa di chuyển về phía trước chỉ thấy trong sơn cốc đất đá dưới mặt đất nhao nhao dạn nứt cổ thụ dày đặc hai bên nhao nhao lui lại nhượng ra một cái thông đạo rộng rãi để gốc đại thụ xanh ngắt kia di chuyển cấp tốc về phía trước trên mặt đại thụ tràn đầy vẻ nghi hoặc chạy như điên gần trăm dặm về phía trước đột nhiên phát hiện bầu trời phía trên vực sâu tràn đầy thiên địa nguyên khí không ngừng hội tụ lại phía dưới lại có sát khí từ trong vực sâu bốc lên cuồn cuộn bộ dễ dưới thân nó nhúc nhích bỗng nhiên dừng lại ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ do dự một lát thụ yêu có khí thức đạt tới thái ất cảnh xoay chuyển thân thể, cũng không quay đầu, đi trở về lại hướng sơn cốc. Cùng lúc đó, trong hư không gần nghìn giảm phía dưới vực sâu, Hàn Lập đứng lơ lửng giữa không trung, giống như một vầng mặt trời vàng óng, quanh thân tản ra kim quang trói mắt, đẩy tất cả sát khí dày đặc thối lui ra hơn 10 trượng bên ngoài. Kim quang trói mắt ngưng tụ thành từng tia từng sợi dây nhỏ màu vàng, bện thành một kén tầm màu vàng, bao bọc cả người hắn vào trong, chỉ lộ ra một hư ảnh mông lung. Thiên địa nguyên khí tràn đầy như biển, giống như một thác nước màu vàng lớn vô cùng từ phía trên vực sâu buông xuống, đổ vào phía trên kén lớn màu vàng, hình thành một vòng xoáy linh khí thật lớn, từ đó phát ra trận trận chấn động như thủy triều. Không biết bao nhiêu vạn năm qua vực sâu không được quang mang chiếu sáng, sát khí dày đặc vẫn còn chưa hoàn toàn hóa giải, giờ khắc này được kim quang chiếu xuống, lại bay lên một tầng màn sáng mơ hồ như là sương mù, tản ra quang mang làm cho người hoa mắt. Dị tượng thác nước màu vàng này rủ xuống liên tục trọn vẹn ba ngày, thanh thế mới từ từ chậm lại. Lúc này, một tiếng thét dài thoải mái bỗng nhiên từ trong vực sâu vang lên, chính giữa kén tầm màu vàng to lớn chợt bay lên một đạo kim quang rừng rực, như một thanh trường kiếm bổ qua, làm toàn bộ kim kén chia làm hai nửa. Thân ảnh Hàn Lập từ đó lóe lên, trong đôi mắt lóng lánh kim quang, há miệng khẽ hấp bốn phía. Một hồi tiếng gió gào thét bỗng nhiên vang lên, tất cả kim quang trong vực sâu lập tức như sông dài cuốn ngược lại hội tụ vào phía trong miệng hắn, bị hắn thu vào toàn bộ trong bụng, ngay cả kén lớn màu vàng cũng tản ra kim quang hóa thành từng điểm tinh mang màu vàng cũng bay vào trong miệng hắn. Cùng lúc đó, trên lưng hàn lập, một điểm sáng màu vàng óng hiển hiện ra, chấp sáng chấp tối, không ngừng thu nạp thiên địa linh khí còn sót lại chung quanh vào trong đó. Đến lúc này, tiên khiếu thứ 84 rốt cuộc quán thông. Giống như những tiên khiếu trước kia, khiếu huyệt chỗ này đồng dạng tồn tại một tia sát khí màu đen, thậm chí so với những cái trước còn lớn hơn một ít. Sắc mặt hàn lập bình tĩnh như nước, bàn tay vung lên, một mảnh kim quang trước người hắn sáng lên, một bảo luân màu vàng cự đại hiện lên trước người hắn, xoay tròn phóng xuất ra từng gợn sóng màu vàng. Phía trên bảo luân màu vàng có hơn 400 đoàn thời gian đạo văn nhau nhau sáng lên, phóng thích ra ánh sáng chói mắt, phía trên có từng đám thời gian chi tơ quấn quanh, rõ ràng có khoảng chừng 18 sợi. Hàn Lập giơ tay khẽ vẫy, 18 sợi thời gian chi tơ lập tức bắn tới hắn thẳng băng như châm. Lúc tới gần bàn tay hắn, những sợi tơ vàng kia bỗng mềm lại, quấn quanh trên ngón tay hắn cảm thụ được trên thời gian chi tơ truyền đến từng trận chấn động hàn lập tự lẩm bẩm không nghĩ tới tu luyện công pháp chân ngôn hóa luân kinh đệ tứ trọng đến đại thành trong lúc bất trí bất giác lại ngưng tụ ra nhiều thời gian chi tơ như vậy nếu vậy uy lực chân ngôn bảo luân lại tăng lên vài phần thời gian tới chống lại phệ kim tiên kia cũng nhiều thêm mấy phần tự tin dứt lời bàn tay hắn vung lên thu hồi chân ngôn bảo luân vào trong cơ thể theo đó tất cả kim quang tiêu tán không thấy sát khí màu đen dày đặc chung quanh lại tràn ra khắp nơi lần nữa bao phủ hắn vào trong. Sát khí nơi đây bị Hàn Lập hấp thu không ít, hôm nay đã không còn nồng đậm như lúc ban đầu, nhưng phía dưới vực sâu vẫn một mảnh tối om, độ đậm đặc của sát khí cơ hồ không biến hóa bao nhiêu. Hàn Lập thở sâu, khoanh chân ngồi xuống, lật tay lấy ra một viên đan dược cũng cố cảnh giới ăn vào, nhắm mắt điều tức. Trọn vẹn ba ngày ba đêm sau, Hàn Lập mở hai mắt ra, từ giữa không trung đứng lên. Thời gian kỳ hạn người kia nói đã không còn bao nhiêu, là thời điểm cùng bọn giải đạo hữu an bài một ít kế sách ứng phó. Trong miệng hắn thì thào một câu, ngửa đầu nhìn về phía trên vực sâu. Ngay lúc hắn định phi thân đi lên, trong thức hải đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc, Hàn đạo hữu, mau đến đây, thử xâm nhập xuống đáy vực sâu, nhìn xem nơi đây cuối cùng có gì đó cổ quái. Thần sắc Hàn Lập hơi đổi, nhíu mày nói, Ma mà Quang, không phải ta đã cấm ngươi liên hệ với bên ngoài. Ngươi làm sao biết chúng ta đang ở phương nào? hàn đạo hữu ngàn vạn lần chớ hiểu lầm kỳ thật chuyện này cũng không nên trách ta là trong cơ thể ngươi tích góp sát khí đột nhiên bạo tăng mới khiến cho ta liên lạc với bên ngoài đột nhiên tăng lên vài phần bất quá cũng chỉ thế thôi ma quang vội vàng giải thích sát khí ma quang đạo hữu không phải thiên ngoại ma đầu sao tại sao cũng có thể sử dụng sát khí lông mày hàn lập hơi nhướng lên hỏi sát khí cũng không chỉ nhân tộc các ngươi hoặc yêu thú mới có hễ hết thảy có người sát sinh đều có thể tự ngưng kết ra mà bộ tộc thiên ma chúng ta lại cảm thụ những thứ tiêu cực này càng thêm linh mẫn so với nhân tộc các ngươi. Ma quang khẽ cười một tiếng, giải thích như vậy. Trong lúc nói chuyện, Hàn Lập âm thầm dò xét tình huống của mình cùng ma quang, xác thực không có gì khác thường. Lúc này mới thoáng trầm tĩnh lại, hỏi, ma quang đạo hiếu, người đột nhiên đề nghị ta tìm tới đáy vực sâu, đã có phát hiện gì không? Cái này, thực không dám giấu giếm, xác thực là không phát hiện gì, chỉ là mơ hồ có cảm ứng, cảm thấy phía dưới tồn tại đồ vật mười phần đặc biệt tại Hà cũng chỉ đề nghị nếu hàn đạo hiếu cảm thấy không đáng nhìn qua thì thôi đi bất tất cho là thật ma quang nói xong liền im lặng không nói nữa nếu ma quang đạo hiếu có cảm ứng xuống dưới xem thử một chút ngược lại cũng không vấn đề hàn lập trầm mặc một lát nói dứt lời thân hình hắn nhảy lên tiếp tục bay xuống phía dưới vực sâu lao xuống phía dưới mấy trăm dặm sát khí chung quanh càng trở nên nồng đập lấy thần thức và tu vi mạnh mẽ của hàn lập hôm nay vẫn cảm thấy có chút không khỏe Hôm nay hắn đã tu luyện tới kim tiên hậu kỳ, và lại thời gian dài thông qua sát khí trùng kích tiên khiếu, khiến cho nhục thân hay là thần hồn đều phát sinh biến hóa vi diệu, đã dần dần tương dung với hoàn cảnh sát khí nơi này. Chỉ là thời gian tới, hắn cũng không định tiếp tục mượn nhờ sát khí để tăng trưởng tu vi, vì vậy trong lòng đã tính toán, nếu sát khí nồng đậm vượt qua cực hạn bản thân chịu đựng, liền ngừng lại, lập tức phản hồi. Nhưng vào lúc này, trong tầm mắt hắn thình lình xuất hiện một khung xương xanh biếc to lớn vô cùng. So sánh với những thứ đã thấy lúc trước, thể tích khung xương này cực kỳ to lớn, quả thực không khác đầu vệ kim tiên kia. Thân thể hẹp dài, chính giữa có một xương sống uốn lượn như lưng núi, hai bên có hai hàng xương sườn đặt song song nhau, phía dưới xương cốt tứ chi vẫn còn, hơn nữa từng chiếc dựng đứng, không có nghiêng đổ chút nào, thoạt nhìn giống như vẫn bảo trì tư thế đứng thẳng khi còn sống, không chút cải biến. Hàn lập bay một đường từ sống lưng khung xương xuống, rốt cuộc hai chân rơi trên mặt đất. Theo hắn đoán chừng, lúc này khoảng cách đến hố vào đã tối thiểu 2.000 dặm. Một cái động sâu 2.000 dặm, trong quá khứ cũng là sự tình lần đầu mới nghe. Đang cân nhắc, hắn đi qua thân thể hài cốt lớn như núi, đi về phía trước, liền thấy rõ hài cốt dị thú này, cái đầu to lớn đang cụp trên mặt đất, bên trong hốc mắt là đôi cự nhãn khổng lồ đang có sát khí tối như mực không ngừng bay lên, tiêu tán ra hư không bốn phương tám hướng. Đầu lâu của nó trên rộng dưới hẹp, miệng dài ra phía trước, mọc lên hai cái răng lớn như ván cửa, thoạt nhìn tựa như một đầu cự thử. Hàn lập lập tức nghĩ đến lúc trước, trong ảo cảnh sát khí chứng kiến đầu cự thử lục sắc kia, thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ cái này là di hài đầu cự thử kia. Ở giữa mi tâm đầu cự thử có thể thấy một miệng vết thương đứt gãy chỉnh tề, một mực sỏ xuyên qua sau đầu, không biết là bị binh khí gì đánh thủng, có lẽ do vết thương chí mạng này làm cự thử này chết. Phía trên hài cốt rõ ràng không có nửa điểm ba động linh lực, mà thời điểm Hàn Lập đứng ở trước mặt nó vẫn cảm thấy trong lòng chấn động không thôi, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé như đối mặt núi cao. Đặc biệt là cặp răng cự thử lớn như ván cửa, không giống với màu phỉ thúy trên thân thể, màu sắc càng thêm đậm đặc, hiện ra một tầng xanh sẫm như thủy thảo lục bình, phía trên có từng trận chấn động pháp tắc truyền ra. Trong lòng nghi ngờ, lúc hắn đang định tiến lên xem xét cẩn thận, khóe mắt có chút co rụt lại, thình lình phát hiện phía sau đầu lâu cự thử này, rõ ràng còn có một cỗ thi thể nam nhân mặc trường bào màu tím đang nằm. Cái này là, lông mày hàn lập nhíu lại, kinh ngạc tự lẩm bẩm. Chỉ thấy thi thể nam nhân kia tuy rằng vẫn còn hình người, nhưng làn da tím xanh, bộ dạng tiêu tụy, quần áo trên người rách nát không chịu nổi, phía trên bao trùm lấy một tầng bụi bặm màu đen. Hàn Lập vượt qua đầu lâu cự thử đi ra phía trước, lập tức cảm thấy một cỗ sát khí vô cùng đậm đặc đập vào mặt, khiến cho bước chân hắn đình trệ, lông mày nhíu chặt lại. Ánh mắt của hắn chấp lên nhìn lại gương mặt thi thể nam nhân, mới phát hiện dung mạo gã không có giả, chỉ là vì hai gò má và hốc mắt lõm xuống thật sâu, nên nhìn giống như một lão nhân trên 80 tuổi. Sâu trong hốc mắt, một đôi mắt cũng không khép kín, thoạt nhìn bộ dạng tựa như là chết không nhắm mắt, mà điều làm cho Hàn Lập cảm thấy kinh ngạc chính là, trong con mắt một mảnh xám trắng, trắng dã như là cá chết, không có chút thần thái nào. chương 584, hai thi thể. Hồi tiên, trách không được vừa rồi cảm thấy khí tức có chút quen thuộc. Mắt Hàn Lập sáng lên, tự lầm bẩm thi thể nam tử áo tím trước mắt dĩ nhiên giống với mặc vũ nhìn thấy trong minh hàn tiên phủ trước kia là một gã hôi tiên ánh mắt của hắn nhìn qua lại thi thể nam tử cùng thi hài cự thử lại nhìn sát khí ngưng kết chung quanh một cái trong lòng lập tức hiểu ra sát khí trong vực sâu nồng đậm khủng bố như vậy chính là do cả hai gây nên hàn lập không tiến đến quá gần chỉ đi một vòng quanh thi thể hôi tiên hắn phát hiện trên người gã cũng không có nhiều vết thương chỉ là ngay vị trí thái dương bên phải có một vết thương không đều phía trên có một tầng hủ hóa màu xanh lá cây như bị dỉ xét. Từ hiện trường nhìn xem, hẳn là năm đó cự thử và hôi tiên trải qua một trận đại chiến, cuối cùng đồng quy vô tận, vẫn lạc ở chỗ này. Vực sâu khổng lồ sâu 2.000 dặm này, có lẽ chính là kết quả năm đó bọn họ đại chiến lưu lại. Hàn lập rời ánh mắt từ trên thân hôi tiên, một lần nữa rơi vào thi hài cự thử, trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, bên trong thi hài vẫn còn ba động linh lực mãnh liệt như thế, nếu để cho kim đồng thôn phệ, có lẽ còn giúp tu vi cảnh giới nàng đề thăng một chút. Nghĩ đến đây, Hàn Lập rời ánh mắt nhìn lên hai cái răng cửa màu xanh sẫm lớn như tấm ván của cự thử, tay nhấc lên, lòng bàn tay lóe lên quang mang, một chuôi thanh trúc phong vân kiếm hiển hiện ra ngay sau đó. Tiên linh lực trong cơ thể vận chuyển ra, trường kiếm trong tay chạm về phía hàm răng thi hài cự thử. Bong một âm thanh sắc nhọn vang lên, một đạo kiếm quang mãnh liệt chém dụng phần lớn chân răng, nhất thời sáng lên một đạo quang mang màu xanh sẫm một vòng kiếm khí mãnh liệt cuốn theo từng trận quang mang màu xanh sẫm nhộn nhạo lên từ đó chuyển ra một cỗ chấn động mãnh liệt chứa khí thức ăn mòn quanh thân hàn lập sáng lên thanh quang tay áo huy động mãnh liệt ngăn cách cỗ khí thức này ra hơn 10 hơi thở sau cổ chấn động này mới từ từ tiêu tán lông mày hàn lập nhíu lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng một kích vừa rồi của hắn dù chưa dùng hết toàn lực nhưng cũng không phải bình thường có thể ngăn cản xem ra thật đúng là nhặt được bảo bối nghĩ đến đây trong tay hắn sáng lên quang mang lần nữa, đồng thời tế ra ba chuôi thanh trúc phong vân kiếm, ba kiếm hợp lại làm một, trên thân kiếm quấn quanh tia điện màu vàng, vạn cổ kiếm khí đồng suất, chém xuống những chân răng còn lại. Răng rắc một thanh âm vang lên, hai cái răng cửa lớn như tấm ván màu xanh sẫm vang lên tiếng đứt gãy, từ trong miệng cự thử rất xuống. Hàn Lập thở nhẹ một hơi, thu hồi trường kiếm, tay áo cuốn một cái, thu vào bên trong vòng chữ vật. Sau đó Hắn quay người đi đến bên cạnh thi thể hôi tiên, bắt đầu xem xét. Trường bào màu tím trên thân hôi tiên hẳn là một kiện pháp y, đáng tiếc đã bị tàn phá. Hàn lập phất tay phát ra một cỗ thanh quang, xoay cỗ thi thể này lại. Lạch cạch, một cái túi màu xám từ trên thân thi thể rớt xuống. Ánh mắt hắn vui vẻ, vội vàng nhặt túi lên, thần thức chui vào trong đó, sau một lát trong mắt hiện ra tia vui vẻ. Túi này quả nhiên là pháp khí chứa đồ. Hắn bấm niệm pháp quyết phung lên, rầm ao ao, một tiếng trên mặt đất nhiều ra một đống nhỏ đồ vật. Hàn lập nhíu mày, không nghĩ tới đồ vật rơi ra lại ít như vậy, nhưng dù sao cũng tốt hơn cự thử kia. Và lại đại bộ phận đồ vật là các loại tài liệu, phần lớn hiện lên màu sắc đơn điệu là màu xám và màu đen. Ồ, ánh mắt hàn lập tùy ý quét qua, trong miệng không ngừng kêu nhẹ một tiếng, ánh mắt rơi vào trên mấy khối tinh thạch màu đen lớn cỡ nắm tay. Toàn thân vật ấy đen kịt, mặt ngoài là một tầng u quang đen kịt, tựa hồ có thể thôn về ánh sáng chung quanh, đồng thời tản mát ra một cỗ lực lượng chấn động pháp tắc mãnh liệt, là tài liệu chính luyện chế hư nguyên đan năm đó, hắc thủy tinh. Hơn nữa mấy khối hắc thủy tinh này, bất luận màu sắc hay là chấn động pháp tắc tản mát ra đều hơn xa hắc thủy tinh mà lúc trước giao tam đưa hắn. Hàn Lập phất tay phát ra một cỗ thanh quang, nâng một khối hắc thủy tinh lên nhìn kỹ, phất tay thu các khối hắc thủy tinh kia lại. Trừ hắc thủy tinh, phần lớn những tài liệu trên mặt đất Hàn Lập cũng không nhận ra, nhưng không ít tài liệu trong đó tản mát ra từng cỗ chấn động khí tức cường đại, không dưới hắc tủy tinh kia. Nhất là trong đó có ba vật phẩm tản mát ra chấn động khí thức càng thêm mãnh liệt, còn trên cả hắc tủy tinh. Trong đó một vật là một cây viên cốt màu xám dài hơn thước, cứng rắn, trừ mặt ngoài có vài đạo hoa văn màu xám, hầu như không khác với viên đá bình thường, nhìn qua là biết đồ vật có niên đại xa xưa, cũng không biết là xương gì. Một vật khác là một đóa linh hoa đen kỳ to bằng miệng chén, trên từng cánh hoa có từng đạo linh văn màu đỏ như máu, tổ hợp lại với nhau thoạt nhìn rất giống khuôn mặt tươi cười, Nhìn rất quỷ dị. Cái cuối cùng là một lọ chất lỏng màu xám trắng, mặt ngoài dịch thể là một tầng quang mang như hôi sắc hỏa diễm, nhưng tản mát ra hàn ý rét thấu xương, cách vách bình cũng có thể cảm giác được, không biết là linh dịch gì. Khí tức những tài liệu này hoàn toàn khác biệt với linh tài bình thường, trong lòng Hàn Lập suy đoán những thứ này có lẽ là linh tài đến từ hôi giới. Hắn xem xét một chút, liền thu tất cả những tài liệu này lại. Giờ phút này trên mặt đất chỉ còn lại ba món đồ, hai kiện tiên khí cùng một hộp ngọc màu đen một thanh trường thương đen xì như mực, báng thương mang phong cách cổ xưa, đầu thương đen thui, mơ hồ có thể thấy một vết đỏ như máu trong đó, tản mát ra khí tức sát phạt lành lạnh. Một kiện tiên khí khác là một tấm lụa mỏng hôi sắc, mỏng như cánh ve, phía trên có không ít đồ án tinh thần, tản mát ra hôi quang nhàn nhạt, nhạt. Hàn lập cúi người nhấc trường thương màu đen lên, sắc mặt lập tức khẽ biến. Trường thương này nhìn thì không lớn, nhưng cực kỳ nặng, hầu như vượt qua trọng thủy chân luân của hắn. Cánh tay hắn vận lực, nhấc trường thương màu đen lên, rung cổ tay. Bá bá bá, ba đóa thương hoa tươi đẹp rực rỡ đâm vào không khí, sau đó nổ tung ra. Hư không phụ cận rung động lắc lư mãnh liệt, một hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Hảo thương, trong miệng hàn lập khen nhẹ một tiếng, sau đó tâm niệm vừa động, tiên linh lực trong cơ thể rót vào trong trường thương. Nhưng bất luận hắn rót vào bao nhiêu tiên linh lực, đều giống như châu đất xuống biển, trường thương màu đen không có một tia phản ứng. Hắn nhíu mày lại, ngay sau đó hiểu được. Trong cơ thể Hôi Tiên dùng năng lượng đặc dị, hoàn toàn khác biệt tiên linh lực, trường thương màu đen này chỉ sợ là vũ khí chỉ có Hôi Tiên mới có thể sử dụng, hắn dùng tiên linh lực thúc dục đương nhiên sẽ không có phản ứng. Trong mắt hắn lóe lên vẻ tiếc nuối, huy vũ trường thương màu đen hai cái, đang tính thu hồi. Vào thời khắc này, trên trường thương màu đen chợt hiện ra một tầng hắc quang hơi mỏng. Hàn Lập thấy cảnh này, không khỏi giật mình khẽ. Thời điểm hắn vừa mới huy vũ trường thương, Lơ đãng rót sát khí trong cơ thể vào trong trường thương màu đen không nghĩ tới trường thương lại có một điểm phản ứng, chẳng lẽ sát khí có thể thúc giục vũ khí hôi tiên? trong lòng Hàn Lập suy đoán, sau đó vận chuyển sát khí trong cơ thể. ầm, um, sát khí tích góp trong cơ thể hắn chen trúc ra, hóa thành hắc vụ cuồn cuộn vần xung quanh người hắn. Hàn Lập thúc giục những sát khí này chậm rãi rót vào trong trường thương màu đen. trường thương màu đen lập tức nổi lên hắc quang sáng ngời, thâm sâu vô cùng, tựa hồ có thể thôn vệ thần hồn. vết máu đỏ đầu thương càng tỏa sáng hào quang nở rộ từng tia sáng huyết hồng mũi thương xoay quanh không thôi phát ra trận trận tiếng thét ô ô làm lòng người kinh ngạc mặt hàn lập lộ vẻ kinh ngạc sát khí của hắn lại có thể thúc giục vũ khí hôi tiên bất quá cũng chỉ có thể thúc giục một chút mà thôi phẩm chất trường thương màu đen này cực cao uy lực vượt xa không chỉ một chút như vậy hắn phát tay thu hồi trường thương màu đen cầm lấy tấm lụa mỏng hôi sắc vật ấy mềm mại giống như một đoàn dáng mây càng nhẹ như lông hồng cầm ở trong tay cũng không có cảm giác Hàn lập lật xem vật ấy hai cái, sát khí trên thân rót vào trong tấm lụa mỏng hôi sắc. Trong nháy mắt tấm lụa mỏng biến hóa dày hơn gấp mấy lần, tản mát ra một tầng hào quang hôi sắc, đồng thời mặt ngoài lụa mỏng hiện ra từng đạo hoa văn cổ sơ, hoàn toàn khác biệt với trận văn bình thường, tựa như một tác phẩm tiện tay viết nguyệt ngoạc, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác huyền diệu. Biến hóa của lụa mỏng làm cho người ta cảm giác trong mềm ngoài cứng, nhưng rất cứng cỏi. Hàn lập gật gật đầu, xem ra tấm lụa mỏng này là một kiện trí bảo phòng ngự nhưng vào thời khắc này ánh mắt của hắn chợt ngưng tụ rơi vào hoa văn mặt ngoài tấm lụa mỏng khẽ di một tiếng những hoa văn trên tấm lụa mỏng hôi sắc này thoạt nhìn có chút quen mắt tựa hồ đã gặp ở nơi nào trước kia đúng rồi hàn lập rất nhanh hồi tưởng lại phất tay lấy ra một ngân sắc hộp ngọc sau khi mở ra bên trong là một kiện đồ vật hôi sắc mềm mại đúng là tấm vải xám thần bí mà lúc trước theo hùng sơn lấy được hắn mở tấm vải xám ra phía trên mơ hồ có một ít hoa văn thần bí cổ sơ tuy khác biệt rất nhỏ với hoa văn trên tấm lụa mỏng nhưng đại thể phong cách đồng dạng hiển nhiên là cùng một loại linh văn xem ra khối vải xám này cũng là đồ vật hôi giới hàn lập thầm nghĩ trong lòng sau đó thử rót sát khí vào trong tấm vải xám nhưng tấm vải xám không có bất kỳ phản ứng hắn nhướng mày chẳng lẽ đoán sai hàn lập hơi trầm ngâm sương mù màu đen trên thân lập tức nồng đậm gấp bội tiếp tục rót vào trong tấm vải xám thời gian trôi qua từng chút trong nháy mắt qua một khắc đồng hồ, nhưng tấm vải xám vẫn không có bất kỳ phản ứng. Hắn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ mình đoán sai? Lại qua một hồi, tấm vải xám vẫn không có phản ứng gì, Hàn Lập hơi mất hứng, đang tính ngừng thúc dục sát khí. Nhưng vào lúc này, mặt ngoài tấm vải xám chợt nổi lên một tầng hôi quang nhè nhẹ, màu sắc cực kỳ nhạt, mắt thường hầu như không thể thấy được. Ánh mắt Hàn Lập lập tức sáng ngời, bản thân đoán quả nhiên không sai. Hắn hít sâu một hơi, toàn lực thúc giục sát khí trong cơ thể, cuồn cuộn rót vào trong tấm vải xám. Trên tấm vải xám lập tức chậm rãi sáng lên quang mang, những hoa văn cổ sơ như ẩn như hiện phía trên cũng chậm chậm sáng lên, dần dần trở lên rõ ràng, nhanh chóng lan tràn trên tấm vải xám. Nhưng kế tiếp bất luận hàn lập rót sát khí vào như thế nào, quang mang trên tấm vải xám cũng không tiếp tục sáng lên, những hoa văn cổ sơ kia cũng không có tiếp tục xuất hiện. Xem ra hẳn là sát khí không đủ, chỉ có thể thúc giục đến mức này. Hắn ngừng tay, lật xem tấm vải xám hai cái, sau đó thu lại. Tấm vải xám này chẳng qua là vật ngẫu nhiên có được, Hàn Lập cũng không để ở trong lòng, có thể phát hiện nó huyền bí tất nhiên là tốt, không phát hiện cũng không quan trọng. Ngay sau đó hắn thu tấm lụa mỏng hôi sắc lại, sau đó cầm lấy hộp ngọc màu đen cuối cùng kia, trên hộp có dán một tấm phù lục màu xám, thoạt nhìn hẳn là dùng để phong ấn. Chương 585, phân hồn. Ánh mắt Hàn Lập dừng lại một lát trên phù lục màu xám, phát hiện phù văn này khác một trời một vực với phù văn bình thường ngược lại có phải phần tương tự với hoa văn trên tấm vải xám và tấm lụa mỏng màu xám. Ý niệm trong đầu hắn chuyển một cái, vắt tay đánh ra một đạo pháp quyết, rơi vào phía trên phù lục. Trên phù lục nổi lên một tầng hôi quang, chấn bay pháp quyết ra. Đuôi lông mày hàn lập nhảy lên, lòng bàn tay tản mát ra một cỗ kim quang, tản mát ra lực lượng thời gian pháp tắc nhàn nhạt, nhạt, chạm vào phù lục màu xám, nhưng vẫn bị chấn khai như thế. Thân sắc trên mặt hắn không đổi, hơi trầm ngâm, lập tức thúc dục sát khí trong cơ thể, thử chạm vào phù lục màu xám. lúc này ở trên phù lục chớp lên hôi quang, nhưng lập tức ảm đạm xuống, cũng không chấn khai sát khí như vừa rồi. trong lòng hàn lập khẽ động, lập tức thúc dục sát khí chui vào trong phù lục. cấu tạo phù lục phong ấn cũng không phức tạp, rất nhanh hắn liền biết rõ, sau đó thi pháp phá giải. một khắc đồng hồ sau, phốc một tiếng vang nhỏ, phù lục màu xám lóe lên hào quang, từ trên hộp ngọc màu đen bay lên, hộp ngọc màu đen tự động mở ra, lộ ra bên trong là một mặt nạ màu đỏ. Hàn Lập cầm lấy mặt nạ, hơi ngẩn ra, mặt nạ này hắn khá quen thuộc, đúng là mặt nạ màu đỏ luân hồi chi tử của luân hồi điện, có chút tương tự với mặt nạ đầu rồng của hắn, trên đỉnh mặt nạ viết hai chữ nhỏ, Long Tứ. Long Tứ, chẳng lẽ hôi tiên này là người luân hồi điện? Hàn Lập thì thào tự nói, năm đó giao tam đưa hắn mặt nạ luân hồi điện, chính là Long Ngũ. Hắn không suy nghĩ nhiều, thu hồi mặt nạ cùng hộp ngọc vào, xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa đánh giá thi thể hôi tiên trước mắt này. Nhưng vào lúc này, thanh âm ma quang lại đột nhiên vang lên trong đầu. Hàn đạo hữu xem ra vận khí chúng ta thật sự không tệ, ở chỗ này lại gặp được một cỗ thi thể hôi tiên nguyên vẹn, hơn nữa tu vi khi còn sống hẳn là thái ất cảnh. Mặc dù khi còn sống hắn thần thông quảng đại, bất quá bây giờ là một cỗ thây khô, ma quang đạo hữu không cần hưng phấn như thế. Hàn lập lơ đĩnh nói, Hàn đạo hữu nói lời ấy sai rồi, thời điểm năm đó ta theo mã lương, trong một di tích đạt được qua một cuốn tàn quyển, phía trên ghi lại một ít tin tức về hôi tiên, trong đó có một môn bí thuật, có thể luyện chế thi thể hôi tiên thành thân ngoại hóa thân. Năm đó Mã Lương vẫn luôn muốn đạt được một cỗ thi thể hôi tiên nguyên vẹn, nhưng vẫn không như nguyện, không tưởng được vậy mà ở chỗ này có thể gặp được một cỗ. Ma Quang nói ra, chuyện này là thật, trong lòng Hàn Lập khẽ động, trong minh Hàn tiên phủ, hắn đã kiến thức qua sự lợi hại của hôi tiên thái ất mặc vũ, nếu mình có thể có được một cỗ phân thân hôi tiên thái ất, sau này đối kháng đầu phệ kim tiên thái ất kia lại nắm chắc hơn rất nhiều tại hạ há dám lừa gạt hàn đạo hiếu tất cả những điều này đều là thật đấy bởi vì hôi tiên khác với tu sĩ các ngươi sau khi bọn họ vẫn lạc năng lượng ẩn chứa trong cơ thể sẽ không tiêu tán nhanh như tu sĩ các ngươi mà đại bộ phận bảo tồn trong người vì vậy có thể luyện thành hóa thân vận khí đạo hiếu thật tốt ở chỗ này lại đạt được một cỗ thi thể hôi tiên thái ất nếu như thuận lợi luyện thành hóa thân ngươi có thể có một cỗ phân thân hôi tiên cảnh giới thái ất dùng để đối kháng đầu phệ kim tiên thái ất kia ma quang nói ra đưa phương pháp luyện chế cho ta xem một chút hàn lập từ chối cho ý kiến nói dưới chân hắn lóe lên bóng đen thân ảnh ma quang hiển hiện ra hàn lập lấy ra một quả ngọc giản còn trống đưa cho ma quang ma quang tiếp nhận ngọc giản nhanh chóng khắc vào sau một lát đưa lại cho hắn hàn lập tiếp nhận ngọc giản thần thức thăm dò vào trong đó nhíu mày bên trong ngọc giản trình bày phương pháp luyện chế khác rất nhiều với phương pháp tế luyện phân thân bình thường cần không ít điều kiện tiên quyết một trong số đó là người luyện chế cần phải có sát khí nồng đậm, thời điểm luyện chế rót sát khí bản thân vào mấy chỗ tiết điểm mấu chốt trong cơ thể Hôi Tiên để ngày sau điều khiển. Thứ hai, người tế luyện cần phải dùng một môn bí thuật phân hồn, đầu tiên phân liệt thần hồn của mình, sau đó dùng một môn bí thuật dung hợp thần hồn phân liệt với sát khí bản thân, chuyển hóa thành sát hồn, dung nhập vào trong thi thể Hôi Tiên. Phải đảm bảo hai điều kiện trên mới có thể thuận lợi điều khiển phân thân Hôi Tiên. Điều kiện thứ nhất cũng không có gì, bất quá điều kiện thứ hai chuyển hóa thần hồn phân liệt thành sát hồn, có tổn thương gì đối với bản thể không? Hàn lập trầm mặc một lát, hỏi, phân liệt thần hồn một vốn một lời tự nhiên không cách nào tránh khỏi tổn thương thân thể, và lại sau khi chuyển hóa thành sát hồn sẽ thường xuyên truyền lại một ít tâm tình tiêu cực đến bản thể như cuồng bạo, thích giết chóc. Bất quá đây cũng là sự tình không cách nào tránh khỏi, năng lượng trong cơ thể hôi tiên hoàn toàn khác với tu sĩ, khắc chế lẫn nhau, nếu bình thường thần hồn tiến vào trong thi thể hôi tiên, chỉ sợ một thời ba khắc sẽ mất đi chỉ có chuyển hóa thành sát hồn mới có thể bảo tồn lâu dài về sau ma quang bất đắc dĩ nói hàn lập nghe xong những lời này lửa nóng trong lòng chậm rãi hạ xuống nếu có thể bỏ ra vốn ít tế luyện thi thể hôi tiên này thành phân thân hắn tự nhiên là vui cười trông thấy đấy nhưng phân hồn chi thuật này khẳng định tổn hao nhiều thần hồn thứ hai chỉ sợ là sẽ ảnh hưởng thần trí hắn bỏ ra đại giới như thế hắn không muốn chút nào Hàn Đạo Hữu nếu như cảm thấy ảnh hưởng quá lớn với ngươi, kỳ thật còn có một biện pháp có thể giải quyết." Ma Quang nhìn thoáng qua Hàn Lập, bỗng nhiên mở miệng nói ra. "Biện pháp gì?" Mí mắt Hàn Lập nhướng lên, hỏi. "Phương pháp này thực ra cũng đơn giản, chính là ta sẽ thay thế phân hồn Đạo Hữu tiến vào thi thể Hôi Tiên này." Ma Quang cười nói, "Ngươi?" Hàn Lập nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tại hạ là thiên ngoại ma đầu, vô hình vô chất, tương tự với thần hồn hơn nữa trời sinh bản thân có lực chống cự rất mạnh với năng lượng trong cơ thể hôi tiên, tiến vào chiếm giữ cơ thể kia có lẽ không có vấn đề. Ma quang gật đầu nhẹ, nói như thế, hàn lập nghe vậy, không có lập tức mở miệng, trầm mặc một lát mới nói, ma quang đạo hiếu, năm đó ở linh giới, chúng ta ký kết khí ước đến bây giờ đã được bao lâu. Ta thường xuyên ngủ say, quan niệm ấn tượng về thời gian không sâu, bất quá có lẽ đã qua vạn năm rồi, hàn đạo hiếu hỏi chuyện này để làm gì. Ma quang giật mình khẽ, lập tức nói ra, chúng ta ở chung một chỗ nhiều năm như vậy chắc hẳn ngươi rất rõ tính cách của ta phân hồn chi thuật kia ta chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi giúp ta tế luyện phân thân hôi tiên này vừa mới bắt đầu ngươi liền đánh chủ ý tiến vào chiếm giữ cơ thể kia hàn lập nhìn ma quang nhàn nhạt nói ra sắc mặt ma quang cứng đờ lập tức cười khổ nói thực là chuyện gì cũng không thể gạt được tâm tư đạo hiếu tại hạ xác thực muốn đi vào thi thể hôi tiên này nhưng cũng không có ý đồ bất lợi với đạo hiếu chỉ là muốn giúp ngươi một tay đầu phệ kim tiên thái ất kia tùy thời đuổi theo nếu đạo hiếu bị nó giết chết kết quả của ta cũng sẽ không có chỗ nào tốt a à, chỉ là như vậy lông mày hàn lập nhíu lại đương nhiên ta cũng muốn tăng lên một ít thực lực hàn đạo hiếu ngươi đã đạt đến kim tiên hậu kỳ kim đồng cùng giải đạo nhân cũng đều sớm đạt tới cấp độ kim tiên chỉ có thực lực của ta vẫn còn ở chân tiên cảnh bị các ngươi ném xa phía sau cảm giác cũng không tốt gì ma quang thở dài vẻ mặt cô đơn nói ra ánh mắt hàn lập nhìn ma quang lập lòe bất định nhất thời không nói gì sau một lát hắn chợt phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh bao trùm thi thể hôi tiên lại ánh sáng màu xanh hơi chấn động trong đó hiện ra từng đạo tóc xanh óng ánh quấn quanh thi thể hôi tiên rất nhanh bao bọc thành một cái kén tầm màu xanh sát khí nồng đậm do thi thể hôi tiên tản mát ra lập tức bị giam cầm trong đó không cách nào tiết ra ngoài được việc này về sau hãy nói hàn lập phất tay thua kén tầm màu xanh vào nói ra ma quang gật đầu nhẹ thân hình nhoáng một cái lần nữa chui vào dưới thân hàn lập hàn lập quay người đi trở về bên cạnh hài cốt cự thử kia chân mày cao lại bên trong hài cố cự thử này tuy linh lực tràn đầy nhưng với tư cách là một trong ngọn nguồn sát khí sát khí ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng đậm kim đồng cùng tì hưu khẳng định thôn vệ không được bất quá việc này cũng không phải không thể giải quyết hàn lập trầm ngâm một lát phất tay lấy ra một sắp trận kỳ màu đen bố trí phụ cận thi hài cự thử một ngày một đêm sau Phụ cận thi hài cực thử xuất hiện pháp trận hình dạng hồ lô, bảo phủ thi hài cực lớn vào trong. Trong pháp trận này có bốn vòng tròn lớn nhỏ màu đen, vòng tròn phụ cận trận có hoa văn dày đặc nhất, thoạt nhìn là tiết điểm trọng yếu bốn phía pháp trận. Trong miệng Hàn lập lẩm bẩm, đánh ra một đạo pháp quyết. Các nơi pháp trận hồ lô nổi lên đạo đạo linh quang màu đen, thực tế tiết điểm nơi bốn vòng tròn càng đại phóng hắc quang, dâng lên bốn cột sáng màu đen. Bốn cột sáng màu đen như là vật còn sống, nhìn như xúc tu, vặn vẹo đong đưa giữa không chung. Trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, đồng thời hai tay biến đổi pháp quyết. Lập tức bốn cột sáng màu đen bắn ra, chui vào giữa hải cốt cự thử. Hải cốt cự thử tản mát ra sát khí cuồn cuộn nhất thời ngừng lại một lát, sau một khắc trong đó hiện ra vô số phù văn màu đen. Sau đó ầm một âm thanh trầm đục vang lên, bất ngờ đột nhiên bộc phát ra cơn lũ như tích lũy đã lâu. Lập tức hài cốt cự thử tản mát ra sát khí đậm đặc thêm, hơn nữa tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần vô số sát khí như thực chất tuôn ra như thủy triều, phiêu tán mở ra, ánh sáng dưới đáy vực sâu lập tức ảm đạm. Hàn Lập thấy cảnh này, sắc mặt buông lỏng, pháp trận này là hắn dựa vào mấy pháp trận khác làm cơ sở, tạm thời cải tiến thiết kế lại, có hữu ích hay không hắn cũng không nắm chắc, may mắn là hữu hiệu. Hai tay mười ngón như bánh xe nhanh chóng bấm pháp quyết, không ngừng thúc giục pháp trận. Nhưng vào thời khắc này, hai cốt cự thử chợt chấn động, rung rung đứng lên, phát ra liên tiếp thanh âm ken két, đồng thời trong hai hốc mắt hải cốt nổi lên hai điểm lục quang âm u, giống như hai con mắt, nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập bị nó nhìn như thế, toàn bộ cơ thể như rơi vào hầm băng, trong lòng lộc bộp một cái, sau lưng không khỏi thoát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra huyến cảnh lúc trước, bộ hài cốt cự thử phục sinh lại chẳng quan tâm thúc giục pháp trận, trên thân đại phòng ánh sáng màu xanh, bắn ngược lại đằng sau. Kết một âm thanh vang lên, miệng hài cốt cự thử chợt trương lên, một đoàn bóng xanh nồng đậm từ trong bắn ra, điện xạ nhanh về hướng Hàn Lập. Tốc độ bóng xanh cực nhanh, vốn cách xa Hàn Lập nhưng trong nháy mắt liền nhào tới trước người hắn, hướng vào cơ thể Hàn Lập. Vào thời khắc này, tiếng sấm nổi lên, vô số đạo hồ quang điện màu vàng trói mắt đột nhiên từ trên thân Hàn Lập hiển hiện ra, sau đó nhanh chóng hội tụ lại một chỗ hóa thành một đạo lôi điện màu vàng vừa thô vừa to, hung hăng đánh tới bóng xanh đang phóng tới. Chương 586: Biến nguy thành an. Ầm 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 tiếng nổ lớn, Lôi điện màu vàng vừa chạm vào bóng xanh liền nổ bể ra mãnh liệt, hóa thành vô số đạo hồ quang điện màu vàng, bắn ra bốn phía, tựa như một vòng mặt trời màu vàng, lóe lên, dẫn tới hư không phụ cận chấn động mạnh. Đoàn bóng xanh từ hài cốt cự thử bay ra như gặp phải trọng kích, bị chấn bay ra ngoài, bắn ngược ra xa hơn 10 trường. Nhưng nó cũng không bị trọng thương, lập tức ổn định thân hình, lần nữa bay nhào tới hướng hàn lập, tốc độ nhanh hơn, lóe lên liền biến mất giữa không trung. Bây giờ quanh thân hàn lập đại phóng kim quang, trong cơ thể vận chuyển công pháp hết tốc lực trong miệng hét lớn một tiếng sau lưng hắn lóe lên kim quang chân ngôn bảo luân hiển hiện ra vô số gợn sóng màu vàng lan ra hình thành một khu vực gợn sóng xung quanh trong nháy mắt hết thảy chung quanh rơi vào bất động sát khí cuồn cuộn chấn động hư không còn có đoàn bóng xanh cách hàn lập chỉ có hơn một trường hàn lập thở dài một hơi trên trán hiện ra một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh tốc độ bóng xanh này thật sự nhanh đến đáng sợ cả hai giao thủ nhanh như thiểm điện nếu không phải hắn phản ứng cực nhanh, lại mang thời gian pháp tắc, bây giờ tất nhiên đã bị nó xâm nhập vào trong cơ thể. Hắn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn lại bóng xanh, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Nhưng vào lúc này, bóng xanh vốn lẳng lặng đình trệ chợt nhúc nhích, nở rộ lục quang, làm gợn sóng màu vàng chung quanh cũng nhuộm thành lục sắc. Hàn Lập Cả Kinh, bất quá không đợi hắn kịp phản ứng, giữa bóng xanh chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại. Một đạo lục tuyến từ giữa bóng xanh bắn ra, nhanh chóng vô cùng bay vụt chém tới hướng Hàn Lập. Những nơi đi qua, gợn sóng màu vàng bị cắt ra một khe hở thật dài. Bất quá lục tuyến phá vỡ gợn sóng màu vàng, tiêu hao hiển nhiên cũng thật lớn, nhanh chóng trở nên ảm đạm, nhưng cuối cùng vẫn bay đến trước người Hàn Lập. Đoàn bóng xanh kia lại nhúc nhích, hình dáng đột nhiên trở nên hết sức nhỏ bé, giống như một tờ giấy lục sắc, theo sát sau lục tuyến, bay về hướng Hàn Lập, trong chớp mắt vượt qua hơn một trường. Hàn Lập vừa mới đưa tay lên một nửa, bóng xanh đã lóe lên chui vào trong cơ thể hắn bóng xanh nhập vào cơ thể lập tức hóa thành một cỗ sát khí tinh thuần khổng lồ nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể hắn những nơi sát khí đi qua kinh mạch toàn thân hàn lập lập tức trở nên lạnh bốt tê liệt một tia tiên linh lực cũng không để thăng nổi thân thể cũng không động đậy được trên người hắn kim quang giống như mặt trời đã thành băng tuyết nhanh chóng tiêu tán khu vực gợn sóng màu vàng chung quanh cũng biến mất vô tung toàn thân bị một cỗ quang mang u lục bao phủ liên tiếp biến hóa nhanh như thiểm điện hàn lập phản ứng nhạy bén trước sau như một vậy mà hoàn toàn ứng phó không được liền bị chế trụ lòng hắn lập tức trầm xuống nhưng cũng không kinh hoàng ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh suy nghĩ gấp đối sách lúc này một hồi tiếng cười kiệt kiệt đột nhiên vang lên trong đầu hắn bên trong thần thức hải hàn lập đột nhiên xuất hiện một đoàn lục quang ảm đạm thoạt nhìn là một con chuột lục sắc vừa xuất hiện lập tức khí thế hung hăng nhào tới hướng một tiểu nhân màu vàng hai mắt nhắm nghiền đang khoanh chân ngồi muốn chết tiểu nhân màu vàng đột nhiên mở đôi mắt nổi giận gầm lên một tiếng hai tay điểm về phía trước một đạo kiếm ảnh óng ánh lập tức hiển hiện ra chảm lên thân con chuột lục sắc lúc này tuy tiên linh lực trong cơ thể hàn lập không cách nào vận chuyển nhưng lực lượng thần thức khổng lồ trong đầu cũng không bị ảnh hưởng xoẹt một âm thanh vang lên con chuột lục sắc lập tức bị chém thành hai nửa nhưng con chuột lục sắc bị chém thành hai nửa tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào hóa thành hai luồng lục quang tiếp tục đánh tới tiểu nhân màu vàng lông mày tiểu nhân màu vàng nhíu lại, hai cánh tay dơ lên lần nữa. Hai sợi xiềng xích óng ánh hiển hiện ra, nhanh như tia chớp quấn chặt lấy hai luồng lục quang, nhưng không có dùng sức xé vụn nó ra. Hai luồng lục quang bị xiềng xích óng ánh khốn trói lại, lập tức ra sức giấy ruộng, mơ hồ phát ra tiếng thét chi. Chi, lục quang tuy rằng ảm đạm, lại ẩn chứa lực lượng thần hồn kinh người, ra sức giấy ruộng, hai sợi xiềng xích cũng rung động lắc lư không thôi, mơ hồ có xu thế lỏng ra. Một tay tiểu nhân màu vàng bấm niệm pháp quyết, hai sợi xiềng xích lập tức quấn quanh lại với nhau, đồng thời phụ cận lóe lên tinh quang, có bao nhiêu sợi xiềng xích ong ánh liền bay ra nhanh chóng quấn quanh một chỗ. Bên trong thanh âm xiềng xích va chạm, một cái lồng giam xiềng xích hiển hiện ra, đúng là thần niệm lồng giam chi thuật, hai luồng lục quang kia bị giam vào bên trong. Hai luồng lục quang lóe lên lần nữa hòa làm một thể, hóa thành một con chuột lục sắc, ánh mắt lộ vẻ kinh nộ, ra sức đánh vào thần niệm lồng giam đồng thời hàm răng hung hăng cắn xé xiềng xích lồng giam thần niệm lồng giam lắc lư không thôi nhưng cũng không có xu thế bị phá khai nhưng mà không chờ hàn lập buông lỏng một hơi dị biến lần nữa phát sinh con chuột lục sắc bị thần niệm lồng giam giam cầm sát khí tinh thuần được bóng xanh mang đến lập tức mất đi khống chế trở nên tán loạn tiên linh lực trong cơ thể hàn lập vẫn không cách nào vận chuyển nhưng sát khí ẩn chứa trên người hắn lại cảm ứng được những sát khí tinh thuần kia tự động hiện lên đi ra trên người hắn hiện ra một tầng sương mù màu đen nồng đậm, cuồn cuộn không thôi. Ầm ầm, đoàn sát khí nồng đậm do bóng xanh mang đến lập tức dung nhập vào trong sương mù màu đen lượn lờ bên ngoài thân Hàn Lập, sương mù màu đen tựa hồ ăn đại bổ dược, điên cuồng phát ra. Huyền Sát Minh Linh công không biết tại sao lại tự động điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng hấp thu sát khí do bóng xanh mang đến. Bên trong thần thức Hải Hàn Lập, con chuột lục sắc bị thần niệm lồng giam giam giữ, trên mặt chợt lộ ra vẻ hoảng sợ, phát ra tiếng thét chói tai lục quang trên người nó chấp động kịch liệt, theo những sát khí tinh thuần kia bị hấp thu, thân thể nó chậm rãi thu nhỏ lại, giống như một khí cầu bay hơi. Hàn lập thấy tình hình này, hơi ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt chợt lóe lên một tia phức tạp. Bên trong thần thức hải, tiểu nhân màu vàng cũng không làm ra cử động nào khác, chỉ thúc giục pháp quyết, tiếp tục vây khốn con chuột lục sắc kia. Theo huyền sát minh linh công vận chuyển, sát khí chung quanh cũng cuồn cuộn lên, như thủy triều vọt vào trong cơ thể hắn. Thực tế hài cốt cụ thử cách đó không xa tản mát ra sát khí nồng đậm, bây giờ càng hình thành một cột sáng sát khí vừa thô vừa to liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể Hàn Lập. Bây giờ tốc độ hấp thu sát khí của hắn, so với lúc trước trùng kích tiên khiếu, đâu chỉ gấp 10 lần. Đại lượng sát khí tiến dũng mãnh vào trong cơ thể Hàn Lập, hình thành một dòng nước lũ sát khí hùng vĩ vô cùng, hướng về những tiên khiếu chưa mở bắt đầu trùng kích nó. Hàn Lập thấy vậy, tự nhiên trợn mắt há hốc miệng. Nhưng bây giờ toàn thân hắn không cách nào nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh tiên khiếu trong cơ thể hắn dưới sự trùng kích của dòng nước lũ sát khí thình lình nhanh chóng buông lỏng sau đó từng cái bị cưỡng ép giải khai bất quá sau một lát đã có ba tiên khiếu bị cưỡng ép giải khai hàn lập mừng rỡ trong lòng nhưng rất nhanh hắn liền không cười nổi trên mặt bỗng nhiên hiện ra một tầng huyết hồng thoạt nhìn có chút dọa người tiên khiếu bị ngang ngược cưỡng ép đả thông như thế kinh mạch trong cơ thể hắn cũng rung động lắc lư kịch liệt So với trước khi thúc dục sát khí trùng kích tiên khiếu thống khổ không chỉ gấp trăm lần, nhưng bây giờ hắn không cách nào vận công hộ thể, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Thời gian trôi qua từng chút, huyền sát minh linh công vận chuyển trong cơ thể Hàn Lập càng lúc càng nhanh, những sát khí tinh thuần mà bóng xanh mang đến rất nhanh đều dung nhập vào trong sát khí của chính hắn. Bên trong thần niệm lồng giam trong đầu Hàn Lập, con chuột lục sắc đã rút nhỏ gấp mấy lần so với trước đây, nó thét lên một âm thanh tuyệt vọng, phanh một tiếng vỡ vụn ra, triệt để tiêu vong. Hàn Lập chứng kiến cảnh này, trong lòng buông lỏng, thu hồi thần niệm lồng giam. Đã không còn những sát khí kia, quyền khống chế thân thể cũng về lại trong tay mình. Chỉ là huyền sát minh linh công vẫn đang thoát ly sự khống chế của hắn, điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng thôn vệ sát khí chung quanh, trùng kích những tiên khiếu kia. Theo phanh phanh hai tiếng trầm đục, trong cơ thể Hàn Lập lại có hai tiên khiếu được giải khai. Thân thể của hắn run lên, huyết hồng trên mặt lại đậm hơn vài phần, khóe miệng chảy ra một đạo tơ máu, lồng ngực phập phồng kịch liệt khí tức có chút lộn xộn trong lòng hàn lập cả kinh vội vàng vận chuyển tiên linh lực trong cơ thể toàn lực bảo vệ thân thể cùng kinh mạch đối với việc điên cuồng vận chuyển huyền sát minh linh công ý niệm trong đầu hắn nhanh quay ngược trở lại nhưng cũng không định ngăn lại thời gian trôi qua trong cơ thể hàn lập không ngừng có từng tiếng trầm đục truyền ra đúng là từng cái tiên khiếu liên tiếp được giải khai không biết qua bao lâu lúc này sát khí trên thân hàn lập nồng đậm đến một trình độ đáng sợ chẳng những ngưng động thực chất mà thoạt nhìn giống như từng đám hỏa diễm màu đen nhảy lên quanh người hắn. Bây giờ trên mặt hắn là một mảnh huyết hồng, hầu như có thể nhỏ ra huyết, khóe miệng lưu lại hai vết máu, thoạt nhìn có chút dữ tợn và lại bị thương không nhẹ. Bất quá, trong hai mắt hắn lại tràn đầy vẻ vui mừng. Bây giờ tiên khiếu trong cơ thể hắn đã bị giải khai 106 cái, huyền sát minh linh công vẫn đang điên cuồng vận chuyển, cắn nuốt sát khí xung quanh. Phanh một âm thanh trầm đục từ trong cơ thể hắn truyền ra, lại có một tiên khiếu bị giải khai thân thể Hàn Lập run lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lại càng hiện ra vẻ vui mừng nồng đậm. đã thông 107 cái tiên khiếu, tu vi của hắn đã gần như đạt đến kim tiên đỉnh phong, tiến thêm một bước, liền có thể đạt tới thái ất cảnh. Vào thời khắc này, 107 tiên khiếu trong cơ thể hắn dường như cộng hưởng, đồng thời rung động, nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí chung quanh. Thiên địa linh khí cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể Hàn Lập, hóa thành một cỗ tiên linh lực tinh thuần, chảy xuôi trong kinh mạch huyền sát minh linh công tựa hồ rốt cuộc tận hứng chậm rãi đình chỉ vận chuyển cuối cùng triệt để ngừng lại thân thể hàn lập tựa như hư thoát co quắp ngồi trên mặt đất sau một lúc lâu hắn mới lật tay lấy ra một quả đan dược chữa thương ăn vào ngồi thẳng người nhắm mắt điều tức thật lâu sau hắn mở to mắt vẻ huyết hồng trên mặt đã biến mất hơn phân nửa hiển nhiên thương thế đã khống chế được hàn lập hít sâu một hơi đứng lên cảm thụ được tiên linh lực trong cơ thể bỗng nhiên tăng nhiều cảm xúc bành trướng nhịn không được dùng sức bóp chặt nắm đấm một màn vừa rồi có thể nói là vô cùng nguy hiểm tựa hồ là hài cốt cự thử lưu lại một tia tàn hồn có lẽ trải qua không biết bao nhiêu vạn năm hài cốt sinh ra linh thức còn muốn thông qua sát khí vô biên mang theo tiến hành xâm lấn thần thức hải của mình đổi lại là một tiên nhân khác dù là tu sĩ thái ất cảnh đối mặt sát khí quy mô trùng kích như thế thân thể không cách nào nhúc nhích mảy may thần hồn chỉ sợ cũng đã sớm hỏng mất nếu bị đối phương đắc thủ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi may mà bản thân trước đây từ chỗ mặc vũ nhận được công pháp huyền sát minh linh công dựa vào sát khí trùng kích tiên khiếu lại thêm tu luyện trong hoàn cảnh sát khí ở đây lâu như thế đồng thời lực lượng thần thức cường đại dị thường lúc này mới khó khăn lắm biến nguy thành an hơn nữa trời đưa đất đẩy bị sát khí rót vào thân thể thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh bây giờ khoảng cách thái ất cảnh chỉ có cách một đường mà thôi chỉ là lần này tu vi tiến nhanh thực sự quá kỳ lạ hơn nữa bây giờ trong cơ thể hắn tồn chữ sát khí quá nhiều làm cho hắn có chút bận tâm. chương 587, chia ra ăn, Hàn Lập lấy lại bình tĩnh, sau đó rời ánh mắt nhìn về phía bộ hài cốt cự thử cách đó không xa. Lúc này, sát khí bên trong bộ hài cốt này đã giảm đi không ít so với trước đây. Hàn Lập không có tới gần, mà hai tay bấm niệm pháp quyết, thúc giục pháp trận chung quanh hài cốt, tiêu tán sát khí trong đó. Như thế gần nửa canh giờ sau, sát khí bên trong hài cốt sốt cuộc triệt để xua tán đi, không còn lưu lại mảy may. Lúc này, thoạt nhìn hài cốt cự thử càng thêm óng ánh, tản mát ra trận trận lục quang nhu hòa, hầu như có thể thấy từng đạo linh lực chảy xuôi trong đó. Ánh mắt Hàn Lập quét qua mấy lần, lúc này mới phất tay thu hồi khí cụ pháp trận chung quanh hài cốt, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bay lên phía trên. Một chỗ vách đá phía trên vực sâu, khuôn mặt kim đồng lo lắng, đi tới đi lui gần mép vực, thỉnh thoảng thò đầu nhìn xuống dưới. "Lão đại, người cũng đừng có đi vòng vòng, chủ nhân hắn khẳng định không có chuyện gì đâu." Bạch Ngọc Tỳ Hưu có chút buồn chán nằm dạp trên mặt đất, khuyên. Ngươi biết cái gì, bây giờ cách 20 năm không còn bao nhiêu thời gian, đến bây giờ đại thúc cũng không có động tính, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Không được, ta phải xuống xem một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn kim đồng nhíu chặt, quyết định nói. Giải đạo nhân đứng nhẹ nhàng lên, ngăn kim đồng đang muốn nhảy xuống vực sâu, nói ra. Hay là để ta xuống xem một chút đi, dù sao ta cũng là khôi lỗi chi thân, bị ảnh hưởng cũng nhỏ một chút kim đồng nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ cảm kích đang tính mở miệng lông mi đột nhiên nhảy lên vội vàng nhìn xuống phía dưới vực sâu chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh từ phía dưới bay nhanh lên phá tan sát khí cuồn cuộn rất nhanh đi tới trên vách núi ánh sáng màu xanh thu lại đúng là hàn lập đại thúc ngươi như thế nào mới ô tu vi của ngươi kim đồng vốn định phàn nàn vài câu nhưng lúc phát giác khí thức trên thân hàn lập thần sắc bỗng nhiên biến đổi kinh ngạc kêu lên bạch ngọc tỳ hưu cùng giải đạo nhân trước sau cũng phát giác được khác thường nhao nhao xông tới kim tiên cảnh đỉnh phong chủ nhân khoảng cách người tiến dài cảnh giới thái ất ngọc tiên chỉ sợ cũng chỉ là một bước ngắn nữa thôi bạch ngọc tỳ hưu kêu lên kinh hỉ xem ra hàn đạo hiếu ở dưới vực sâu đạt được kỳ ngộ a à. giải đạo nhân cũng tán thán nói đại thúc có phải ngươi ở phía dưới phát hiện bảo bối gì tự mình vụng trộm ăn vì vậy cảnh giới mới tăng lên nhiều như vậy đúng rồi ánh mắt của ngươi tại sao lại biến thành màu xám bộ dạng thật là lợi hại a à? kim đồng đang nói đột nhiên phát hiện ánh mắt hàn lập chuyển thành màu xám trắng vội mở miệng kêu lên hàn lập nghe vậy thần sắc hơi đổi bàn tay vung lên trong lòng bàn tay liền tràn ngập hơi nước ngừng tụ ra một mặt thủy kính nhìn vào trong đó nhìn qua hắn phát hiện hai con người của mình quả nhiên nổi lên một tầng sương mù biến thành màu xám vậy mà có vài phần tương tự hôi tiên mặc vũ Xem ra bị lão ra hỏa mặc vũ này tính kế rồi, huyền sát minh linh công của hôi tiên quả nhiên có hỏa ẩn bên trong. Thân sắc hàn lập như thường, nhưng trong lòng thở dài một hơi, âm thầm nói. Làm sao vậy, đại thúc, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Kim đồng thấy hàn lập trầm mặc không nói, hỏi vội. Lúc trước tu hành xảy ra chút đường rẽ, cụ thể sau này sẽ nói với các ngươi. Trong vực sâu ta phát hiện ít đồ, có lẽ có chút trợ giúp với các ngươi, cùng ta đi xuống xem một chút hàn lập ngừng suy nghĩ mở miệng nói ra thật sự có bảo bối a à. kim đồng kinh hỉ kêu lên tại sao ta không cảm ứng được bạch ngọc tỳ hưu dung đùi đắc ý có chút khó hiểu nói đi xuống xem một chút sẽ biết giải đạo hữu pháp trận phía trên còn phải làm phiền ngươi bảo vệ rồi hàn lập cười cười quay người nói với giải đạo nhân dứt lời hắn liếc nhìn thủy kính trong tay đột nhiên phát hiện hôi quang trong mắt đã biến mất không thấy gì nữa lại lần nữa khôi phục bộ dáng vốn có giải đạo nhân không nói gì chỉ gật đầu nhẹ hàn lập ôm quyền với gã sau đó quanh thân lóe lên ánh sáng màu xanh cuốn kim đồng cùng tiểu bạch theo thả người nhảy lên một lần nữa bay xuống vực sâu bên dưới thân ảnh chui vào bên trong sát khí biến mất không thấy gì nữa sau khi hấp thu sát khí trong cơ thể cự thử hàn lập cảm ứng sát khí tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa thân thể của hắn cũng giảm bớt sự bài xích của sát khí về phần ảnh hưởng của sát khí nồng đậm kia đối với hắn cũng trở nên cực kỳ bé nhỏ thậm chí hắn đã có thể điều khiển đơn giản những thứ sát khí này rồi một lần nữa trở xuống đáy vực sâu hàn lập đi tới bên cạnh thi cốt cự thử hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết một cỗ lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn bộc phát ra bước lui tầng tầng sát khí chung quanh ra ngăn cách ra một mảnh không gian không có sát khí bàn tay hắn vung lên hai đạo quang mang một kim một trắng hiện lên thân ảnh kim đồng cùng tiểu bạch lần nữa hiện ra sát khí nặng nề quá thân ảnh kim đồng vừa hiện lập tức nhướng mày có chút không thoải mái nói. Thi cốt này, thế nhưng hai mắt Bạch Ngọc Tỳ hưu sáng lên hào quang, kinh hỉ kêu lên. Lúc này, Kim Đồng mới chú ý tới hai cốt màu phỉ thúy như núi trước mặt, trong mắt đồng dạng sáng lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, trên thân lóe lên kim quang, xông tới hướng hải cốt. Nhưng mà, nàng vừa mới bay lên, đã bị Hàn Lập níu lại giật trở về. Đừng vội, lúc trước thi cốt này có sát khí dày đặc, tuy ta đã thu nạp không còn, nhưng mà khó đảm bảo sẽ không sinh ra ảnh hưởng với các ngươi, vì vậy trước hãy nhìn xem rõ ràng rồi sau ăn cũng không muộn hàn lập chậm rãi nói ra đại thúc còn sót lại điểm sát khí ấy không thành vấn đề người cứ yên tâm đi ta thèm muốn chết rồi ăn cái này nói không chừng tu vi cảnh giới của ta cũng có thể đề thăng một mảng lớn kim đồng nghe vậy lau nước miếng chảy ra nơi khóe miệng cấp tốc nói chủ nhân hai cốt này có thể chia ta một ít không lúc này bạch ngọc tỳ hưu cũng đem cái bụng tiếp cận nơi đây mở miệng hỏi tiểu bạch hiện nay tình huống có chút đặc thù nếu bộ hài cốt đại yêu này có thể trợ giúp kim đồng đột phá nhất cảnh thời điểm chúng ta đối mặt về kim tiên kia thì lại có cơ hội hơn về điểm này chắc là ngươi minh bạch hàn lập do dự một chút nói ra cái kia được rồi tiểu bạch có chút thất vọng nói kiếp nạn này nếu có thể vượt qua ta sẽ dùng những thứ khác đền bù tổn thất cho ngươi tóm lại sẽ không bạc đãi ngươi hàn lập vỗ vỗ đầu bạch ngọc tỳ hưu an ủi kim đồng một mực chú ý tới hài cốt đại yêu căn bản không chú ý tới động tĩnh bên này, lúc này mới nghiêng đầu lại, nhìn hắn trông mong, nói ra, đại thúc, có thể ăn chưa? Ta đợi không nổi nữa. Hàn lập không nói gì, có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Kim đồng đại hỉ, thân hình lóe lên, hóa thành một đầu kim sắc giáp trùng cực lớn, bay vút lên, phóng về phía bộ hài cốt đại yêu màu phỉ thúy kia. Trong vực sâu rất nhanh vang lên thanh âm gặm ăn giặc 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 giặc. Bạch Ngọc Tỳ Hưu đứng ở một bên nhìn một màn này, đành phải tát vào miệng xoạch vài cái, trong mắt cực kỳ hâm mộ. Nhưng mà, mới qua không đến mười mấy cái hô hấp, kim đồng bỗng nhiên thu lại kim quang, một lần nữa hóa thành bộ dạng nữ đồng áo đỏ, từ trên hài cốt cự thử nhảy xuống. Chỉ thấy tay nàng đang cầm một đoạn xương ốm to cỡ cánh tay người trưởng thành, đi tới trước hàn lập, nghi hoặc nói ra, đại thúc, người xem một chút đoạn xương cốt này như thế nào, thiếu chút nữa làm ta gãy cả răng. Hàn lập nghe vậy, tiếp nhận đoạn xương ốm kia, cẩn thận đánh giá. Nhìn một lát, lông mày hắn không khỏi nhướng lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngay sau đó, bàn tay hắn sáng lên ánh sáng màu xanh, truyền một đám tiên linh lực vào trong đó. Chỉ thấy phía trên xương ống phỉ thúy sáng lên hào quang, một đạo phù văn cấm chế hàn lập chưa bao giờ thấy từ mặt ngoài sáng lên, từ trong tán phát ra trận trận chấn động không gian có chút mãnh liệt. Không gian pháp bảo, chẳng lẽ là vật cự thử này tồn chữ? Ánh mắt hàn lập ngưng lại, bắt đầu vận chuyển tiên linh lực, thử thúc dục đoạn xương này kết quả phía trên xương ống càng tỏa sáng hòa quang, trở nên óng ánh thông thấu, nhìn như mỹ ngọc không tỉ vết. nhưng mà cũng chỉ có như thế, bất luận hàn lập thử như thế nào, đoạn xương này cứ tỏa sáng, nhưng không cách nào thúc dục, cũng không cách nào luyện hóa, tự nhiên cũng không cách nào tìm hiểu ra cuối cùng là vật gì. lúc này kim đồng đã sớm hóa thành kim sắc sắc trùng khổng lồ, bay nhào tới hải cốt phỉ thúy kia. ước chừng công phu một bữa cơm sau, một đạo kim quang từ trên hải cốt phỉ thúy bay hạ xuống. Một lần nữa hóa thành một nữ đồng áo đỏ, chùi miệng một cái, vỗ vỗ cái bụng tròn vo, ở một cái thật dài. "Ai nha, ta ăn no rồi, Tiểu Bạch, những thứ còn lại kia liền thưởng cho ngươi." Kim Đồng dùng một ngón tay chỉ chỉ vào khung xương còn dư lại non nửa, hào phóng nói ra. Bạch Ngọc Tỳ Hưu nghe vậy, sướng sờ, chưa kịp phản ứng đã bị Kim Đồng đập một cái lên đầu. "Còn đứng ngây đó làm gì, không muốn ăn thì ta liền ăn hết sạch." Thế nhưng, lão đại, Tỳ Hưu tự nhiên thèm thuồng không thôi nhưng vẫn còn có chút do dự nói: "Ngươi đã gọi ta một tiếng lão đại, ta cũng không thể bạc đãi ngươi." Huống hồ thi cốt đại yêu này hoàn toàn chính xác rất bổ, chỉ ăn nửa bộ khung xương cũng đã no rồi, kế tiếp tiêu hóa hấp thu chỉ sợ cần chút ít thời gian đấy. Lúc trước ta ở trong bụng của ngươi ăn không ít tiên khí, lần này coi như là đền bù tổn thất a." Kim Đồng vỗ vỗ cái bụng tròn vo, tùy tiện nói. Trong lòng Tỳ Hưu có chút cảm động, nhưng không có nhúc nhích, mà quay đầu nhìn về phía Hàn Lập cứ nghe nàng là được rồi hàn lập vừa mới điều tức xong gật đầu với nó nói ra đa tạ lão đại bạch ngọc tì hưu tát vào miệng một cái thân hình bỗng nhiên tăng vọt biến lớn há to miệng như có thể thôn thiên triệt địa một ngụm liền nuốt gọn gàng cả khung xương đại yêu còn lại vào bụng sau đó hào quang trên thân nó khôi phục lại hình thể một lần nữa khôi phục lớn như một chú khuyển tiểu bạch nói thật năng lực cắn nuốt của ngươi bổn tiên nữ cũng rất hâm mộ a à. kim đồng chắp tay sau lưng đi vòng quanh Bạch Ngọc Tỳ Hưu nhìn, chật chật tán thán nói. Tốt rồi, đoạn thời gian kế tiếp, các người cứ luyện hóa cho tốt đi. Hàn Lập vừa cười vừa nói, đại thúc người còn chưa nói xong, ta đây đã chịu không nổi rồi. Kim Đồng đang nói, liền ngáp một cái, trên thân sáng lên kim quang, rất nhanh hóa thành một kim sắc giáp trùng lớn cỡ lòng bàn tay rơi xuống dưới đất. Hàn Lập xòe bàn tay ra, tiếp lấy nó vào lòng bàn tay, thu vào túi linh thú. Chủ nhân, bộ hài cốt này là vật khác thường so với trước đây, có lẽ ta cũng cần bế quan một hồi. Tiểu Bạch thấy thế, cũng mở miệng nói ra, Hàn Lập gật đầu nhẹ, cổ tay khẽ chuyển, một lần nữa lấy ra một cái túi linh thú khác, thu Bạch Ngọc tỷ hưu vào. chương 588, đánh cực một lần, Hài cốt cự thử bị kim đồng cùng Tiểu Bạch thôn phệ với xu thế gió cuốn mây tan, sau khi ăn xong nguyên bản đáy vực chật trội lập tức trở nên trống trải hơn nhiều. Ánh mắt Hàn Lập quét qua bốn phía, bỗng nhiên đuôi lông mày khẽ nhướng lên lúc trước bị thi hài che khuất nên không thấy, giờ lại có lốm đa lốm đốm hào quanh xanh biếc chấp động. Hắn đi tới phía trước, cúi người xem xét một lát, trong lòng khẽ động. Nơi đây rõ ràng sinh trưởng hơn 10 gốc thực vật hơi mở cao đến một xích, phiến lá thông thấu tiêm mỏng giống như băng tinh, bên trong có đường gân mạch lạc rõ ràng, tản ra hào quang xanh biếc. Hàn Lập suy nghĩ một lát, sau đó thúc giục thần thức quét qua thân thực vật kỳ dị này, cũng không phát hiện trên đó có khí thức đặc thù gì. Tuy không cách nào nhận ra, nhưng trong lòng hắn biết rõ, cây này có thể sinh trưởng trong điều kiện sát khí dày đặc dưới vực sâu đến nay, tuyệt đối không phải là thực vật bình thường. Chỉ là bây giờ hắn tự nhiên không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều về việc này. Nghĩ tới đây, cổ tay hắn khẽ lật, lấy ra hơn 10 hộp bạch ngọc dài, đào hơn 10 gốc thực vật xanh biếc này kể cả gốc lẫn bùn đất, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong hộp, sau đó lại lấy ra trương phù lục màu bạc dán lên. Làm xong hết thảy, Hàn Lập đứng tại chỗ trầm tư một lát bỗng nhiên mở miệng nói ra ma quang người xuất hiện đi vừa nói xong chỉ thấy cái bóng hắn đột nhiên trở nên đen kịt vô cùng dần dần kéo dài gấp đôi thân ảnh ma quang từ trong hiện ra thế nào hàn đạo hiếu quyết định tiếp thu đề nghị của ta chứ khuôn mặt ma quang thập phần tương tự với hàn lập lộ ra một vòng vui vẻ mở miệng hỏi giá trị một cỗ thi thể hôi tiên ta rất rõ ràng bây giờ cường địch tới gần nếu ngươi có thể đạt được thì sẽ có tác dụng rất lớn ta cũng không có lý do cự tuyệt coi như là giúp người hoàn thành ước nguyện đi. Hàn Lập thản nhiên nói, Hàn Đạo Hữu yên tâm, ta và người đã ký kết thiên ma khế ước, là quan hệ sống dựa vào nhau, thực lực của ta tăng lên một phần, cũng chính là chiến lực của người tăng cường một phần, cuối cùng là có lợi cho người đấy. Đáy mắt Ma Quang hiện lên vẻ vui mừng, nói ra. Ma Quang Đạo Hữu nói một câu không uổng, bất quá thực sự chúng ta hiểu rõ về hôi tiên có hạn, để phòng ngừa chuyện phát sinh ngoài ý muốn, ta cần gieo trong cơ thể ngươi mấy cái cấm chế, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không cự tuyệt a. À. Lông mày hàn lập trao lên, cười hỏi, cái này, tự nhiên, ma quang nghe vậy, hơi ngẩn ra, lập tức thần sắc như thường gật đầu nói. Hàn lập cũng không nói thêm gì, một tay hai ngón cùng điểm vào mi tâm, một đám lực lượng thần thức rơi vào trên thân ma quang. Tiếp đó hai tay hắn kết pháp quyết, yên lặng vận chuyển pháp quyết luyện thần thuật, bên trong nghi tâm lập tức có đạo sợi tơ óng ánh kéo dài ra, bay đến mấy vị trí hiểm yếu của ma quang như chán, ngực cùng đan điền a à, trong miệng ma quang phát ra một tiếng kêu đau đớn trên mặt vặn vẹo một hồi lộ ra thần tình thống khổ nhưng không có mở miệng chỉ yên lặng chịu đựng bất quá sau một lát sắc mặt gã buông lỏng thần sắc lại khôi phục như thường tốt rồi những cấm chế này thường ngày sẽ không tạo thành ảnh hưởng với ngươi bất quá nếu sau khi ngươi tiến vào trong cơ thể hôi tiên không nghĩ qua là bị tàn hồn hay vật gì đó khống chế trong lúc vô tình làm ra các cử động không hợp quy củ những cấm chế này sẽ tự động phát động đến lúc đó chính ta cũng không nhất định có thể ngăn cản kịp hàn lập thu tay lại nhìn ma quang thầm ý nói hàn đạo hữu yên tâm những cấm chế này chắc là sẽ không có đất dụng võ rồi ma quang vừa cười vừa nói không cần tự nhiên là tốt nhất lúc trước ngươi nói phương pháp luyện chế thân ngoại hóa thân kính xin nói rõ lại một lần chúng ta có thể bắt tay vào luyện chế a hàn lập khoát tay áo sau đó nghiêm mặt nói ma quang nghe vậy lập tức bờ môi khẽ nhúc nhích bắt đầu truyền âm trình tự chi tiết luyện chế cho Hàn Lập biết. Hàn Lập vừa nghe gã nói, vừa âm thầm so sánh với nội dung trong ngọc giản lúc trước đối phương giao cho mình, gặp chỗ khó hiểu sẽ mở miệng hỏi thăm vài câu. Như thế ba ngày sau, một tòa pháp trận hình tam giác khảm nạm hắc thủy tinh đứng lặng dưới đáy vực sâu, Hàn Lập cùng Ma Quang phân biệt đứng ở trái phải pháp trận, còn bộ thi thể hôi tiên thì đặt ở giữa trong pháp trận. Hai người bọn họ lướt nhìn nhau, đồng thời khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết pháp quyết, trong miệng vang lên từng trận thanh âm ngâm tụng. Theo đó, hắc tủy tinh trong trận sáng lên hào quang, một đoàn hỏa diễm màu đen không có độ nóng từ trong pháp trận bay lên, bao bọc bộ thi thể hôi tiên vào chính giữa, bắt đầu luyện chế. Thời gian nhoáng một cái, trôi qua hơn nửa năm, dưới đáy vực sâu, sát khí hừng hực, một tòa pháp trận hình tam giác bị khói đen dày đặc bao phủ, bên trong mơ hồ không rõ. Bên ngoài cách pháp trận ba trượng, Hàn Lập khoanh chân ngồi trên mặt đất, quanh thân nhộn nhạo ánh sáng màu xanh, từng gợn sóng màu vàng nhạt từ dưới thân không ngừng khuếch tán lên, truyền ra trận trận chấn động kỳ dị. Sau một lát, trên mặt hắn bỗng nhiên có một đoàn sát khí màu đen quanh quẩn ra, thoáng hiện một lát, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trong miệng Hàn Lập than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, trong con mắt thình lình lóe lên hào quang màu xám bạc. Từ lúc đó đến nay, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ phát sinh biến hóa, bất luận là thời gian phát tác hay là khoảng cách thời gian, đều không theo bất kỳ quy luật nào. Hơn nữa, theo số lần phát sinh lần lượt tăng lên, hàn lập càng ngày càng cảm thấy sâu trong thức hải có một cỗ sát khí nồng đậm ẩn giấu càng ngày càng trở nên mãnh liệt đồng thời một cảm giác táo bạo tự nhiên sinh ra nếu không phải thần thức của hắn đủ cường đại chỉ sợ tâm trí đã bị ảnh hưởng hàn lập thở dài một hơi sát khí màu đen trên mặt dần dần biến mất đồng tử cũng dần dần khôi phục bình thường bàn tay hắn khẽ lật lấy ra một quả đan dược ăn vào nhắm hai mắt lại điều tức hai tháng sau đáy vực vốn yên lặng bỗng nhiên truyền đến từng đợt thanh âm nổ vang sát khí màu đen cuồn cuộn chuyển động kịch liệt như nồi chảo đang sôi. Sát khí hừng hực vọt thẳng lên, nhanh chóng muốn tràn ra khỏi miệng vực sâu. Giải đạo nhân đứng ở trên không, mặt không đổi nhìn chằm chằm phía dưới, đáy mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc. Bây giờ, trên mặt đất dưới đáy cốc, một vòng xoáy sát khí cự đại đang điên cuồng chuyển động, tụ lại hướng tỏa pháp trận hình tam giác. Bên ngoài pháp trận, Hàn Lập cùng Ma Quang đứng chắp tay, một người nhìn chăm chú, một người có vẻ mỏi mệt. Hàn Đạo Hữu thật là có lỗi, vốn cho rằng 8864 ngày là luyện chế hoàn thành, không nghĩ tới lại hao tốn lâu như thế. Ánh mắt ma quang nhìn chằm chằm vòng xoáy sát khí chừng trăm trượng kia, thanh thế cực lớn, mở miệng nói ra. Không sao, thời gian trên ngược lại là vừa vặn tốt. Chỉ là, đối với chuyện dung hợp, người có nắm chắc không? Ánh mắt hàn lập rơi vào bộ thi thể hôi tiên trong pháp trận, hỏi. So với lúc đầu trông thấy, bây giờ thể trạng cỗ thi thể kia đã tăng trưởng không ít, thoạt nhìn giống như là sung vào không ít huyết nhục, trở nên đầy đặn hơn nhiều, gương mặt dữ tợn kia cũng trở nên nhu hòa một chút, thoạt nhìn cuối cùng là có chút giống người rồi. Không dám lừa gạt hàn đạo hiếu, thành bại chỉ có 5 năm mà thôi. Nếu ta có thể thành công nhập vào cỗ thi thể này, tu vi có thể phát triển đến cấp độ kim tiên, thậm chí có hy vọng đột phá đến hậu kỳ. Còn nếu ta thất bại, cũng sẽ bị vây ở bên trong cỗ thi thể này không thoát ra được, chỉ có thể chờ hóa thành chất dinh dưỡng, phụng dưỡng cha mẹ là cỗ thi thể này thôi. Ma Quang cười khổ một tiếng, nói như thế. Người đã biết rõ mạo hiểm lớn như vậy, lúc ấy lại còn muốn đưa ra phương pháp này. Hàn lập nhíu mày hỏi, đây cũng là việc bất đắc dĩ a. À. Tu vi hàn đạo hữu tăng nhanh không thể tưởng tượng, những linh sủng khôi lỗi bên người đều có thực lực không tầm thường. Chưa tên hỏa tu tử xui xẻo không may kia thì không nói, hôm nay giải đạo nhân cùng vệ kim tiên có thực lực đều hơn xa ta. Ta với tư cách ký kết khế ước tôi tớ cùng ngươi, bây giờ giống như gân gà, thật sự là vô năng. Nếu lần này còn không liều chết chụp lấy cơ hội này, ngày sau khó đảm bảo sẽ không bị hàn đạo hữu coi như con rơi người thấy có đúng không ma quang thở dài một tiếng nói ra cái thuyết pháp này ngược lại là rất thú vị hàn lập không phủ nhận cũng không gật đầu chỉ là từ chối cho ý kiến nhàn nhạt nói ra tốt rồi thành bại hay không phải xem một lần hành động này hàn đạo hữu yên lặng chờ tin tốt đi ma quang cười hắc hắc nói ra dứt lời thân ảnh gã bỗng nhiên kéo dài như khói sương mù hóa thành một đạo bóng ảnh màu đen chui vào trong vòng xoáy ầm một tiếng vang thật lớn ở giữa pháp trận tam giác bộ thi thể hôi tiên như xác chết vùng dậy bỗng nhiên bắn lên đứng giữa không trung trong hai tròng mắt nó vẫn là màu xám cho như cũ nhưng đột nhiên cái miệng mở lớn ra cực kỳ khoa trương ánh mắt hàn lập lóe lên liền chứng kiến ma quang biến thành bóng đen một đầu đâm vào trong miệng thi thể hôi tiên rất nhanh liền hóa thành khói mù cuồn cuộn đều tuôn vào trong bụng nó theo ma quang tiến vào trong cơ thể thi thể hôi tiên lập tức không khống chế được hai tay giơ lên cao chân trái phía sau dơ lên đến đầu gối, lấy một loại tư thế thập phần không được tự nhiên, đứng hoa chân múa tay. Quanh thân gã rậm rạp chẳng chịt lỗ hồng như tiên khiếu mở ra, điên cuồng hấp thu sát khí màu đen trong vực sâu. Một màn này, rằng co trọn vẹn cả tháng. Một tháng sau, vòng xoáy sát khí dưới đáy vực sâu biến mất không thấy gì nữa, bộ thi thể hôi tiên đã khôi phục như thường, nhưng vẫn bảo trì tư thái cổ quái lúc trước, lơ lửng giữa không trung. Hàn lập đứng cách đó không xa, thả thần thức quét qua, phát hiện trên thi thể hôi tiên không có chút chấn động pháp lực nào thậm chí ngay cả khí tức ma quang đều không cảm giác được nếu không phải nhờ thiên ma khế ước giữa bọn họ còn có sợi dây liên hệ hàn lập thậm chí còn cho rằng ma quang đã bị thi thể hôi tiên thôn phệ ngược lại trở thành chất bổ cho nó hàn lập lắc đầu thở dài một hơi đột nhiên lông mày hắn khẽ nhướng lên bàn tay vung lên một đạo kim quang sáng lên thân ảnh kim đồng từ trong hiển hiện ra thế nào cũng cố cảnh giới ra sao rồi ánh mắt hàn lập rơi vào trên thân kim đồng mở miệng hỏi đại thúc cho ta hai viên đan dược kia ăn vào khí tức cơ bản đã ổn định bất quá cũng chỉ có bấy nhiêu thôi trên mặt kim đồng lộ ra vẻ tiếc nuối nói ra thái ất cảnh là một quan ải lớn trên con đường tu hành muốn vượt qua sẽ có nhiều khó khăn nhìn xem những gia hỏa tiến vào minh hàn tiên phủ vì một quả thái ất đan liều đến ngươi chết ta sống ngươi lại không cần thái ất đan chỉ dựa vào nửa bộ hài cốt liền vững vàng cất bước tiến vào thái ất cảnh như vậy còn không biết đủ sao. Hàn Lập có chút không biết nói gì, vừa cười vừa nói. Bảy ngày trước, Kim Đồng đột nhiên tỉnh lại, thành công đột phá bình cảnh, đạt đến cảnh giới thái ất cảnh sơ kỳ. Tựa hồ thiên nhân lưỡng suy lại không xảy ra trên người về kim trùng Kim Đồng, để cho Hàn Lập kinh hỉ, đồng thời tấm tắc khen kỳ lạ. chương 589, Thức Tinh, ai, nếu có thể tiến thêm một bước, đạt tới thái ất trung kỳ thì tốt rồi. Đến lúc đó liên thủ cùng đại thúc đối phó tên kia, lại có thêm mấy phần chắc chắn. Kim Đồng thở dài, nói, Hàn Lập thấy thế, lông mày không khỏi nhướng lên, hắn phát hiện trải qua đoạn thời gian bị đuổi giết chạy loạn trong man hoang này, tâm tính Kim Đồng tựa hồ thành thục hơn không ít. Kết quả, không đợi hắn cảm khái xong, Kim Đồng nói thêm một câu làm hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Ô, Đại Thúc, cô thi thể này rõ ràng có bộ dạng rất tốt, hay là cho ta ăn đi? Nói không chừng, còn có thể giúp ta tiến thêm một bước, đạt tới thái ất cảnh trung kỳ đấy. Đây là di hài hôi tiên, trong cơ thể có sát khí tinh thuần, người quả thực muốn ăn. Hàn lập giờ khóc giờ cười, hỏi, đại thúc, kỳ thật ta vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong, bất quá khẩu vị tên tiểu bạch kia rất tốt, thôi nhường cho cho nó đi. Kim đồng nghe xong lời ấy, lắc đầu như gõ trống, nói, hô, hô, đúng lúc này, trên bộ thi thể hôi tiên kia chợt truyền đến từng trận thanh âm như thở dốc. Hàn lập thấy thế, vội vàng đi ra phía trước nhìn qua, phát hiện ngực thi thể hôi tiên kia đang phập phồng, thoạt nhìn như người sống đang hô hấp. Hơn nữa, đôi mắt vốn mở trừng trừng lại nhắm lại chẳng biết từ lúc nào, hai con ngươi lại rung rung, thoạt nhìn giống như là lâm vào trong ác mộng, ra sức tỉnh lại nhưng Thủy Trung không thể tỉnh được. Gia hỏa này sao lại sống lại vậy, nhìn bộ dạng như là đang gặp ác mộng. Kim Đồng mở to mắt, nghi ngờ nói, sắc mặt hàn lập khẽ động, không nói gì. Nhìn một màn trước mắt này, hắn vô thức nghĩ đến lúc ở trong minh hàn tiên phủ, thời điểm nhìn thấy thi thể mặc vũ, cỗ thi thể đó vẫn ở trạng thái cơ thể sống, chỉ vì không có thần hồn nên một mực không thể tỉnh lại. Hôm nay thi thể hôi tiên này, có thể từ chết sống lại, chứng tỏ lúc trước luyện chế và được ma quang dung nhập thành công, thế nhưng vì sao gã còn không tỉnh lại. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trầm tư hồi lâu, đôi mắt hàn lập bỗng nhiên sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước bộ thi thể hôi tiên kia tỉnh lại, trừ thần hồn mặc vũ từ bên ngoài trở về, còn phục dụng một vật đặc biệt, chính là Hư Nguyên Đan, lúc trước khi tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ, giao tam tiêu tốn đại khí tìm hắn luyện chế hư nguyên đan, tuyệt đối không phải là vật vô dụng, lúc trước mặc Vũ có thể trọng sinh lại, mấu chốt chính là giao tam cho lão ăn vào hư nguyên đan. Nghĩ tới đây, cổ tay Hàn Lập chuyển một cái, trong lòng bàn tay lập tức nhiều ra một viên đan dược lớn bằng quả long nhãn. Hắn suy nghĩ một chút, một tay nắm gương mặt hôi tiên, cạnh miệng gã ra, nhét viên thuốc vào, dẫn dắt một chút để đan dược rơi xuống bụng. Làm xong hết thảy, Hàn Lập cũng không làm thêm động tác dư thừa nào, mà thối lui ra ba trượng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Kim Đồng nhìn những cử động liên tiếp của hắn, có chút không hiểu, nhưng thấy Hàn Lập trịnh trọng như vậy, cũng thích thú thối lui theo, mắt mở lớn nhìn bên đó. Ước chừng qua mười mấy hơi thở, một tiếng ợ vang lên. Chỉ thấy môi thi thể hôi tiên bỗng nhiên hé ra, một cỗ khói đen dày đặc từ đó phun ra. Hàn Lập thấy thế, trong lòng siết chặt, một tay kéo Kim Đồng ra sau lưng bảo vệ, âm thầm thúc giục luyện thần thuật. Hàn Đạo Hữu đừng động thủ, là ta. Đúng lúc này, thanh âm ma quang đột nhiên từ trên thi thể hôi tiên truyền ra. Dứt lời, tay chân thi thể hôi tiên cũng bắt đầu cử động, thân trái phải run lẩy bẩy, như chưa thích ứng cỗ thân thể này. Làm sao chứng minh là ngươi? Hàn lập cũng không dừng lại luyện thần thuật, lạnh lùng hỏi. Ma quang hơi do dự một chút, hai tay bấm pháp quyết, hai con người sám trắng lập tức chuyển thành màu đen kịt, lúc này há miệng phun ra hắc khí tối đen như mực. Hắc khí quay tròn ngưng tụ hóa thành một bì quyển đen thấm, từ từ rơi trước người hàn lập. Thần thức Hàn Lập quét qua, biết rõ vật này đúng là thiên ma khế ước giữa bọn họ, nhưng ý niệm trong đầu chuyển động, vẫn không có thu hồi luyện thần thuật. Ma Quang cảm nhận được nhiều chỗ trong cơ thể mình lưu lại cấm chế luyện thần thuật, há miệng nuốt bì quyển màu đen vào lại trong bụng, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, "Hàn đạo hữu luôn chú ý cẩn thận, thật đúng là qua trăm vạn năm vẫn không thay đổi chút nào. Nếu không cẩn thận một chút, chỉ sợ hiện tại ký kết khế ước với ngươi, sẽ giống Mã Lương trước kia." Thần sắc Hàn Lập không đổi, từ tốn nói, thời điểm ban đầu, ta cũng không có quá nhiều cảm xúc, ngược lại hiện tại càng ngày càng cảm thấy, mã lương so với hàn đạo hiếu, thật sự khác rất xa, quả thực khác nhau một trời một vực. Ma Quang vừa cười vừa nói, thay vì nói những câu lấy lòng này, ngươi nên giải thích một chút tu vi cảnh giới của ngươi đi, vì sao lại không giống những lời người nói lúc trước. Ánh mắt hàn lập ngưng lại, ngữ khí càng thêm lạnh như băng nói. Giờ phút này khí tức trên thân ma quang thình lình đã đột phá cảnh giới kim tiên, đạt tới trình độ thái ất cảnh sơ kỳ, chỉ là vẫn còn phập phồng bất định như là lửa đèn trong gió, vẫn chưa ổn định được. Kim đồng thấy thế, hai hàng lông mày nhỏ dựng lên, trên thân chấp động kim quang liên tiếp, một thân khí thức thái ất sơ kỳ không áp chế chút nào, buông thả toàn bộ ra, dùng cặp mắt bất thiện dò xét ma quang. Ma quang thấy thế, lập tức làm tư thế giơ tay đầu hàng, giải thích. Hàn đạo hữu tuyệt đối không nên hiểu lầm, lúc trước thời điểm dung nhập, ta mới phát hiện thi thể hôi tiên này mạnh vượt xa tưởng tượng, thiếu chút nữa ta bị nó áp chế hoàn toàn, nuốt chừng lấy mất nếu không phải ngươi kịp thời cho ta ăn viên thuốc gì đó, giờ phút này chỉ sợ ta cũng đã triệt để tiêu tán, dung nhập vào trong cơ thể tử thi này rồi. Vừa mới dung hợp, đã đạt đến thái ất cảnh sơ kỳ, nhưng ta lại không cảm thấy bộ dạng ma quang đạo hữu giống như vừa bị cắn nuốt qua chút nào. Lông mày hàn lập nhíu lại, mở miệng nói, đạo hữu cũng biết rõ, trước đây ta bất quá chỉ có tu vi chân tiên cảnh, tuy rằng chiếm cứ cỗ thân thể này, kỳ thật có chút miễn cưỡng. Và lại hôm nay cảnh giới còn chưa vững chắc, chờ ổn định lại, nhiều nhất cũng chỉ là kim tiên hậu kỳ thực lực thái ất cảnh nhiều nhất cũng chỉ có thể hiện ra trong thời gian ngắn tuyệt đối không phải tình huống chân thật ma quang cười khổ một tiếng nói hàn lập thông qua tâm thần liên hệ có thể cảm nhận được khí tức trên người gã xác thực đang dần dần hạ xuống rất dần về kim tiên hậu kỳ lúc này mới hơi yên lòng một chút xem ra xác thực như lời ngươi nói đã như thế ta liền tin tưởng ngươi vẫn là ma quang đạo hữu ban đầu ngươi cứ yên tâm điều tức ta đến hộ pháp cho ngươi Hàn Lập thu hồi luyện thần thuật, nói: "Vậy làm phiền rồi, Ma Quang không chút do dự, lập tức khoanh chân ngồi xuống, điều tức." Hàn Lập đứng trang nghiêm một bên, thực sự làm nhiệm vụ hộ pháp. Kim Đồng nhìn giao phong giữa hai người một phen này, ánh mắt nhíu lại thành khe hở nhỏ, như đang suy nghĩ cái gì. Một chỗ trên ngọn núi trong sơn mạch màu xanh, một đoàn bạch quang to lớn hơi mờ trôi nổi giữa không trung. Bạch quang này lớn chừng vài chục mẫu, phía trên chấp động từng gợn sóng bạch sắc, liên tục lưu chuyển rực rỡ tươi đẹp sặc sỡ, kỳ quái, giống như một điểm đặc biệt làm người ta nhìn một cái liền mê loạn trong đó. Quang đoàn này lơ lửng giữa không trung, dễ làm người khác chú ý tới cực điểm, nhưng các yêu thú lại không dám tới gần, từ xa cảm ứng được liền lập tức né tránh. Ở trung tâm ánh sáng màu trắng, mơ hồ có thể thấy một thân ảnh kim sắc sáp trùng thật lớn, chính là phệ kim tiên thái ất cảnh kia. Toàn thân nó vẫn không nhúc nhích, giống như bị đông cứng lại, ánh mắt nửa mở nửa khép, thần tình mờ mịt nhưng chỗ sâu trong con người hiện ra một vòng xoáy màu trắng nho nhỏ, chuyển động chậm rãi. Nếu phóng lớn vòng xoáy màu trắng này gấp trăm lần, sẽ phát hiện trên vô số điểm sáng màu trắng, bên trong có một vài hình ảnh chấp động. Hình ảnh bên trong là một giáp trùng khổng lồ, toàn thân lập lè kim quang, đã phản hồi trùng tộc, dẫn đầu đại quân trùng tộc càn quét toàn bộ thú tộc phụ cận, giành được mảng lớn lãnh địa cùng rất nhiều linh tài bảo vật. Không bao lâu, lại có một bức tranh khác, có một con vệ kim tiên xuất hiện ở man hoang giới vực. Mà giáp trùng màu vàng này trải qua một phen chém giết ác liệt, cuối cùng đánh chết thôn vệ con kia. Trong động quật ở một vực sâu trong lãnh địa trùng tộc, giáp trùng màu vàng to lớn nằm co do trên giường đá, mặt lộ vẻ thống khổ. Trên người nó tỏa ra kim quang nồng đậm đến cực điểm, hỏa diễm cuồn cuộn. Từng cỗ khí thức vô cùng to lớn theo kim quang chấp động, liên tục phập phồng, nhanh chóng tăng vọt lên, rất nhanh tới gần một cái bình cảnh. Bất quá giờ phút này chấn động khí tức trên thân giáp trùng màu vàng chẳng những không có dừng lại, Ngược lại càng thêm kịch liệt, tựa như từng cỗ sóng dữ hung hăng trùng kích đạo bình cảnh vô hình kia. Mỗi một lần trùng kích, mặt đất dưới động quật lắc lư kịch liệt, phát ra tiếng vang thật lớn, vô số bụi bặm đất đá tuôn rơi xuống. Rầm 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 tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên không ngừng, khoảng cách phá cảnh càng lúc càng ngắn. Kim quang trên thân giáp trùng màu vàng càng lúc càng sáng chói mắt, dần dần giống như một vòng mặt trời màu vàng, làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng. Kim quang như thực chất tràn đầy toàn bộ động quật dưới mặt đất như nước chảy phun trào, vách núi đá bị giáp trùng màu vàng thi pháp gia cố cũng bị rung động tạo ra từng vết nứt, chậm rãi mở rộng ra theo từng luồng sóng trùng kích kia. Vào thời khắc này, một tiếng thét hùng vĩ đột nhiên từ trong kim quang trói mắt truyền ra. Sau đó một cỗ khí thức vô cùng to lớn, mênh mông cuồn cuộn hầu như có thể chống đỡ thiên địa từ trong kim quang cuốn ra. Ầm ầm, vách núi chung quanh bị cỗ khí thức đáng sợ này xông lên, lập tức tan vỡ ầm ầm như giấy, cả ngọn núi cũng trực tiếp sụp đổ, Vô số đá vụn lớn nhỏ từ phía trên rơi xuống, nhưng đụng những kim quang kia lập tức bị đẩy lùi văng ra. Ở trung tâm kim quang, giờ phút này lơ lửng một quang kén màu vàng thật lớn, phía trên hiện ra từng đạo hoa văn màu vàng, tản mát ra trận trận khí tức pháp tắc mạnh mẽ. Thiên địa linh khí phụ cận như thủy triều điên cuồng cuốn tới, ngưng tụ thành từng đoàn kim quang chói mắt, không ngừng dung nhập vào trong quang kén, khiến nó không ngừng biến hóa, bên trong càng không ngừng truyền ra tiếng sấm nổ mạnh ầm ầm, tựa hồ có vật đáng sợ nào đó đang thai nghén bên trong. Bên trong quang kén, giờ phút này giáp trùng màu vàng hóa thành một tên tráng hán cao lớn, mày rậm mặt chữ điền, ánh mắt lợi hại, trên mặt có từng đạo hoa văn màu vàng, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Từng đạo kim quang như thực chất không ngừng từ trên quang kén bay ra, rót vào trong cơ thể tráng hán cao lớn. Toàn thân tráng hán cao lớn tỏa ra kim quang chói mắt, khí tức vẫn không ngừng tăng lên. Ha ha, rốt cuộc, rốt cuộc ta trở lại đại la cảnh, cuối cùng có một ngày ta sẽ trở về. Mặt mũi tráng hán cao lớn lộ vẻ hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cảnh sắc chung quanh Tráng Hán Cao Lớn bỗng nhiên run rẩy mãnh liệt, sau đó hiện ra từng vết nứt. Cuối cùng bộc một tiếng giòn vang, toàn bộ mọi thứ vỡ vụn như lưu ly, li, hóa thành điểm điểm tinh mang phiêu tán ra hai bên. Nụ cười trên mặt Tráng Hán Cao Lớn ngưng kết lại, cả người ngẩn ra. Chương 590, chuẩn bị cuối cùng. Trên ngọn núi màu xanh, quang đoàn màu trắng kia chớp động mãnh liệt, vô số phù văn màu trắng từ trong bắn ra. Nương theo đó phanh một âm thanh trầm đục vang lên, quang đoàn cực lớn đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành vô số linh quang màu trắng phiêu tán. Thân hình khổng lồ kim sắc giáp trùng lắc lư một cái giữa không trung, sau đó mới lần nữa ổn định lại, hai mắt mơ hồ chậm rãi khôi phục thanh minh, vòng xoáy màu trắng sâu trong đồng tử chậm rãi biến mất, nó kinh ngạc nhìn chung quanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là ta đã phản hồi trùng tộc, hơn nữa còn tiến cấp tới đại la cảnh, tại sao lại ở chỗ này? Trên mặt kim sắc giáp trùng xuất hiện vẻ kinh sợ gào thét liên tục. Vào thời khắc này, thần tình nó trì trệ, bỗng nhiên quay người nhìn về phía trước. Trong nháy mắt nó cảm ứng được khí thức đồng loại kia, bây giờ vẫn đang sống khỏe, tựa hồ còn mạnh mẽ hơn không ít so với trước. Chẳng lẽ ta rơi vào huyễn thuật, vẻ kinh nộ trong mắt kim sắc giáp trùng rút đi như thủy triều, quay đầu nhìn chung quanh. Chung quanh là một mảnh bình tĩnh, gió mát phất phơ quét qua ngọn núi màu xanh, không có chút dị thường nào. Kim sắc giáp trùng rất nhanh thu hồi ánh mắt, thần tình trở nên âm tình bất định. Nó giơ chân trước điểm vào hư không một cái, kim quang trên thân đột nhiên nổi lên sóng gió, nhanh chóng hội tụ đến trước người, hình thành một cái trận hình tròn màu vàng. Trận hình chuyển động quay tròn, trong đó có vô số phù văn màu vàng nhảy lên, chấp động lúc sáng lúc tối, tựa hồ đang thi triển bí thuật gì đó. Động tác kim sắc sắc trùng chợt cứng đờ, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Nguyên lai like đã qua 20 năm, bây giờ ánh mắt của nó thoạt nhìn khó coi vô cùng, mơ hồ còn có một tia sợ hãi. Kim sắc giáp trùng sống ở man hoang, thực lực lại rất mạnh, biết rõ tình huống nơi này hơn xa so với đám người trùng tộc, thú tộc, xa hơn không phải người như Hàn Lập từ bên ngoài có thể so sánh. Các tộc quần trùng tộc, thú tộc bất quá chỉ là tiểu tộc ở khu vực rìa man hoang giới vực mà thôi, không có ý nghĩa, kẻ thống trị man hoang là tứ đại vương tộc ở sâu bên trong. Thế lực tứ đại vương tộc vô cùng to lớn, mỗi thế lực chiếm lĩnh lãnh thổ khổng lồ, chiếm cứ những khu vực có linh khí nồng đậm ở chỗ sâu trong man hoang cao thủ trong tứ đại vương tộc nhiều như mây, chớ nói kim thiên, tồn tại thái ất cũng không ít, bên trong mỗi tứ tộc có một vị đại la lão tổ tỏa chấn, bốn người hợp xương tứ thánh. Thực lực kim sắc giáp trùng rất mạnh, đã đạt tới thái ất hậu kỳ, bản thể lại là tồn tại phệ kim thiên mạnh mẽ, tứ đại vương tộc man hoang tuy rằng cường đại, nhưng nó cũng không để trong lòng. Điều nó kiêng kỵ duy nhất chính là man hoang tứ thánh. Nơi đây đã là lãnh địa của man hoang tứ đại vương tộc, thuộc về địa bàn thông thiên thử tộc, một trong tứ đại vương tộc. Lúc trước kim sắc giáp trùng biên cuồng đuổi theo Hàn Lập, chính là muốn ngăn chặn hắn trước khi tiến vào nơi đây, nhưng trong lúc bất chi bất giác bị người thi triển huyễn thuật vây khốn tại chỗ này, trọn vẹn 20 năm. 20 năm, đối với nó chỉ là trong nháy mắt, nhưng người có thể vây khốn nó lại đáng giá để đối đãi Trong mắt nó chấp động kim quang, im lặng, bên trong man hoang có thể vây khốn nó, chỉ có man hoang tứ thánh. Nghe nói nhiều năm qua quốc thần lão tổ của thông thiên thử tộc không có ở man hoang này, hành tung phiêu hốt, hơn nữa cũng không tinh thông huyễn thuật ngược lại thiên hồ nhất tộc giáp lãnh địa với thông thiên thử tộc sở trường thần thông huyễn thuật chẳng lẽ là vị đại la lão tổ thiên hồ nhất tộc xuất thủ vì sao chẳng lẽ là muốn cảnh cáo mình không nên đặt chân vào lãnh địa tứ đại vương tộc trong đầu kim sắc giáp trùng chuyển qua vô số ý nghĩ ánh mắt chấp động sau một lát vẻ tham lam vẫn chiếm thế thượng phong thân thể nó đại phóng kim quang hóa thành một quang đoàn màu vàng thật lớn bắn về phía trước trên bình đài vách núi trên vực sâu tối tăm hai quang đoàn một kim một bạch trôi nổi tại chỗ này tán phát ra trận trận uy áp cường đại giữa quang đoàn có thể thấy hai thân ảnh đúng là kim đồng và tỳ hưu bây giờ thực lực cả hai đại tiến nhưng vẫn không thích ứng với sát khí nồng đậm dưới đáy vực sâu nên đi lên phía trên tu luyện vào thời khắc này quang đoàn màu vàng chợt lóe lên phiêu tán lộ ra thân ảnh kim đồng nàng nhìn về một phương hướng sắc mặt ngưng trọng dưới đáy vực sâu Hàn Lập khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn sạch sẽ, yên lặng vận chuyển tiên linh lực, cảm ứng sát khí nồng đậm trong cơ thể. Cách đó không xa, mà quang thao túng thi thể hôi tiên thái ất đang khoanh chân ngồi, quanh người chấp động hắc quang, tiếp tục hấp thu sát khí nồng đậm chung quanh. Tuy rằng gã thành công nắm cỗ thân thể này trong tay, nhưng căn cơ bất ổn, phải không ngừng củng cố. Bây giờ cỗ thi thể này nhìn càng thêm đầy đặn, thân thể khỏe mạnh, làn da cũng trở nên sạch sẽ bằng phẳng, trên thân đã thay một hiện trường bào màu đen, hầu như không có gì khác với thường nhân. Sắc mặt Hàn Lập trượt khẽ động, mở to mắt, đại thúc, không tốt, tên kia đã tỉnh rồi, đang chạy đến nơi này. Trong đầu hắn vang lên thanh âm kim đồng, đuôi lông mày Hàn Lập nhảy lên, đứng lên, nhưng không có lập tức hành động, mà bấm chỉ tính toán. Vừa đúng 20 năm, xem ra thanh âm kia không có lửa gạt ta. Trong miệng Hàn Lập thì thào một tiếng, liếc nhìn ma quang bên cạnh, trông thấy gã đang tu luyện, không có quấy giày, thân hình nhoáng một cái hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh bay lên phía trên. Nhưng vào lúc này, mà quang mở to mắt, nhìn lại thân ảnh hàn lập, ánh mắt hôi quang chớp động vài cái. Thân hình hàn lập rất nhanh xuất hiện ở bình đài vách núi nơi kim đồng đứng trước đây, tỷ hưu cùng kim đồng đứng ở bên cạnh hắn. Đại thúc, kim đồng nhìn hàn lập, bộ dạng có chút muốn nói lại thôi. Kim đồng, về kim tiên các người có e ngại sát khí nơi đây không? Hàn lập nhìn sát khí màu đen cuồn cuộn trong vực sâu, chợt mở miệng hỏi không tính là e ngại, bất quá phệ kim tiên chúng ta hoàn toàn không thích những thứ sát khí này. Kim đồng tựa hồ ý thức được cái gì, nói ra. Nếu có thể chạy thoát, trước đây ít năm chúng ta đã sớm tranh thủ lúc phệ kim tiên ngủ để trốn rồi. Giờ nếu phệ kim tiên đuổi theo chúng ta nhanh như thế, chúng ta dứt khoát dĩ giật đãi lao, ngay ở chỗ này hảo hảo bố trí một cái. Hàn lập im lặng một hồi, chợt cười nói, tu vi đại thúc người tiến nhanh, ta cũng đã đạt đến thái ất cảnh, còn có tên ma quang nịnh hót kia, chúng ta nhiều người như vậy hợp lực, chưa hẳn không thể giết tên kia đâu. Kim Đồng nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, oán hận nói. Lão đại, còn có ta đấy. Tì hưu bu lại, yếu ớt nói. Ừ, còn có tiểu bạch, tốt xấu cũng có thể ngăn cản. Nửa hơi, Kim Đồng sờ lên đầu tì hưu, gật đầu nói. Tuy thực lực chúng ta đại tiến, nhưng dù sao đối phương cũng là phệ kim tiên thái ất hậu kỳ, không thể khinh thường. Kim Đồng, người kiểm tra một chút xem còn bao lâu nữa thì nó tới thần tình hàn lập ngưng trọng nói ra, lấy tốc độ của nó bây giờ, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, một tháng nữa sẽ đến. Kim Đồng nhắm mắt cảm ứng một cái, sau đó trợn mắt nói ra. Một tháng, vậy là đủ rồi. Hàn lập nghe vậy, thì thào tự nói. Kim Đồng cùng tì hưu không hiểu cho lắm, liếc nhau một cái. Trong thời gian này, các người tiếp tục tu luyện ở nơi này. Kim Đồng, người thời khắc chú ý động tính về Kim Tiên kia, có bất kỳ tình huống gì, báo cho ta biết kịp thời hàn lập phân phó đại thúc việc này cứ giao cho ta kim đồng đáp ứng hàn lập sắp xếp xong liền quay người bay xuống vực sâu rất nhanh đã tới dưới đáy vực ma quang đã đình chỉ thu luyện chẳng biết từ lúc nào trông thấy hàn lập đi xuống đứng lên chắp tay với hắn hàn lập cũng không nói thêm gì trực tiếp nói rõ tình huống về kim tiên đuổi theo cho ma quang biết ma quang đạo hữu đến lúc đó ta cũng cần mượn lực lượng của ngươi sau đó hàn lập nói ra không thành vấn đề ta từ giờ trở đi cũng cố khí thức, thời điểm chiến đấu, hơn nhiều thì không dám nói, nhưng bảo trì một nén nhang công phu sức chiến đấu thái ất cảnh có lẽ không có vấn đề. Ma Quang không nói hai lời, đáp ứng, vậy là tốt rồi, sắc mặt hàn lập buông lỏng, lộ ra vẻ tươi cười. Ma Quang nói xong, liền đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống lần nữa. Mặt hàn lập lộ vẻ do dự, sau một lát phung tay lên, các trận kỳ trận bàn liên tục hiện ra. Đồng thời bên cạnh hắn lóe lên kim quang, thân ảnh giải đạo nhân cũng từ hư không xuất hiện. Giải đạo hiếu, giúp ta bố trí pháp trận này. Hàn Lập nói với giải đạo nhân, giải đạo nhân gật đầu nhẹ, tiếp nhận khí cụ pháp trận trong tay Hàn Lập, hai người ở dưới đáy vực sâu bận rộn lên. Bận rộn hơn 10 ngày, hai người mới dừng tay lại. Lúc này thân hình Hàn Lập trôi nổi giữa không trung, trong miệng lẩm bẩm, vất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Các nơi trong vực sâu bỗng nhiên hiện ra từng điểm hào quang, xua tan bóng tối bất định, cộng hưởng với nhau từng cỗ lực lượng mạnh mẽ lăng không xuất hiện vừa cứng cỏi vô cùng lại vừa mềm mại vững chắc cộng hưởng với nhau dẫn tới sát khí nơi này dung chuyển cuồn cuộn nhưng lập tức những quang mang này biến mất từng cỗ lực lượng chấn động kia cũng theo đó triệt để biến mất trong sát khí nồng đập không để lại một chút dấu vết sát khí cuồn cuộn cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh hàn lập chứng kiến cảnh này gật gật đầu lộ ra vẻ hài lòng hắn lập tức đáp xuống mặt đất vực sâu khoanh chân ngồi xuống sau đó vung tay lên chung quanh lập lòe hào quang, từng kiện tiên khí hiển hiện ra, tản mát ra các màu linh quang chói mắt, trong đó xen lẫn từng cỗ chấn động pháp tắc, nhìn rất đồ sộ. Hàn Lập cầm lấy những tiên khí này lên, loại bỏ từng cái, sắp đến đại chiến, nên chuẩn bị cuối cùng. Có thể chuẩn bị được gì hắn đều đã làm, nhưng dù sao đối với Phương cũng là phệ kim tiên thái ất hậu kỳ, hắn một điểm nắm chắc cũng không có, nên không được phép có nửa điểm sơ suất. Hàn Lập kiểm tra cẩn thận từng kiện tiên khí, sau đó thu vào trong cơ thể rất nhanh hắn kiểm tra tất cả tiên khí đang sở hữu một lần rồi thu vào bây giờ trên mặt đất chỉ còn lại một cái hồ lô xanh biếc đúng là kiện huyền thiên tri bảo kia ánh mắt hàn lập nhìn lên hồ lô đánh giá một lát sau đó cầm lấy ánh mắt rơi vào miệng hồ lô khu vực có màu sắc ảm đạm hiện giờ vẫn còn bất quá đã đậm hơn không ít màu sắc càng tiếp cận những khu vực khác toàn bộ hồ lô tản mát ra hào quang xanh biếc càng sáng ngời thêm vài phần mơ hồ rút nhỏ đi một chút